có âm thanh rồi đúng không? Này, sẹt sẹt là tạo rồi đó. Em dặn bên kia luôn nha, bên nhộm xe luôn ăn đi. Ủa hôm nay còn rồi. Ok, rồi cảm ơn em nha. Còn đó nha, dặn nhộm kia đó. Còn hả chị? Còn. Rồi cảm ơn em. Nhớ cái nút đó hết đi. Dạ rồi. Thời gian đi rồi. Chị chụp mà không lãng còn nút đó hả? Ừ, chị chụp cho em thì không có nút đó. Gần đụng 8 giờ luôn. Được, được rồi em, được rồi. Hiền ơi, qua đây dậy muộn tí đi em. Chia sẻ, chia sẻ. Ôi, chưa bao giờ như lần này luôn, thiệt tình đó. Cố lên, cố lên. Nóng ruột ha, mà chứ nóng gì cái chứ. 8 giờ luôn rồi đúng không? Mấy giờ rồi? 8:58 rồi. 8 giờ luôn rồi. Nè, bên kia thôi. Dạ. Chia sẻ đi mày đứa ơi. Chia sẻ các chị ơi. Vô trễ quá trời luôn. Trễ lắm luôn, quá trễ luôn rồi. Bên rồi các chị, hôm nay Kim vô quá trễ, trễ ơi là trễ luôn cả nhà ơi. Vô trễ là coi như là có nhiều cái vấn đề mà nó rất chân là nó hạn chế. Không, chị Kim muộn xíu kìa. Trời ơi, em cảm ơn chị Ngọc Diễm nha. Chị Dung Trần, em chào chị. Các chị ơi, vì lý do kỹ thuật cho nên em Kim hôm nay vô trễ. Em nóng lòng, nóng ruột lắm các chị. Các chị ơi, hôm nay em Kim vô trễ. Có ai thấy em Kim không? Chào Trúc Vợ, chào chị Tiểu Hành, chào chị Sóc Sóc, chào cả nhà em Kim nha. Chào em đi. Chào em đi hả? Chào em đi, trời đất ơi. Các chị, hôm nay em Kim vô trễ nha, em Kim sẽ bán bất chấp luôn, trong bất chấp trong buổi live ngày hôm nay luôn ha. Kim mặc bộ đẹp hờ quả hả? Dạ em cảm ơn chị Dàn Võ nha. Các chị mình ở trong live chậm chậm liên tục cho em Kim có cái động lực đi ạ. Áo Kim mặc còn không? Dạ còn. Áo Kim Kim mặc 200 miễn phí ship các chị mình ơi. Chưa bao giờ em Kim vô cái giờ này hết trơn các chị. Trời ơi, 8 giờ rồi, bây giờ là trễ rồi, là em bạn cứ bạn bất chấp thôi. Bạn tới sáng luôn kìa. Trời ơi, nhân viên em kêu là bạn tới sáng luôn kìa. Các chị mình ở năm nay. Rồi, các chị, em bạn bất chấp nha. Các chị đâu, các chị mình đâu, nhanh tay, sửa chữa sạc pin cho chị. Bây giờ em lên em bạn bất chấp, các chị nào thấy em Kim rồi, cứ chậm chậm cho em, hỏng hả? Dạ em cảm ơn các chị mình hỏng em Kim rồi, mình vui rồi. Da mặt chị Kim dạo này đẹp thế hả? Dạ cảm ơn chị Khương Nguyễn nha. À, bây giờ con lên cái này cho, có đâu, cái lùa vàng anh có đây không con? Lùa vàng anh cho cô đi, cô xả đầu lá cho khách được. Nha. Nguyên lô nguyên quyền em vẫn bạn giả mềm cho các chị mình luôn ha. Các chị mình chia sẻ like đi. Bây giờ em lên cái này nè, giả nó rất là cao. Dạ, cho cô bao này đi. Cô xả cho xả giả bất chấp đi con. Bao đó. Tèo đừng lấy phụ cô nha. Chân đỡ chưa? Lành luôn rồi. Lành luôn rồi hả? Có tình yêu nó nhánh lành dĩ ha. Con cho cô bao von đi tè. Bao von này. Chia sẻ like cho em. Bây giờ bao này đuổi hả? Von lên đâu? Von này hả? Cho cô cái gì để cô xả bất chấp ban đầu đây kia. Bỏ von vào đây rồi nè. Ờ, bỏ lô đuổi ra. Bỏ lô đuổi ra luôn. Lô đuổi ra. Cho cô cái von cốc quả trước đi. Chia sẻ giùm em nha các chị mình ơi. Okay. Chia sẻ giùm em. Rồi, có 3,6 luôn. Đưa cô một cái là 3,6 rồi các. Các chị mình chia sẻ mạnh mẽ lên. Bây giờ em vô trị em sẽ xả bất chấp các chị mình nha. Cái von này là rất nhiều các chị mình yêu thích này đúng không ạ? Còn một ít thôi nha. Giá 120. Giá 120.000. Bây giờ em sẽ bán các chị mình và giá chỉ có là 60.000 thôi. Chơi cho tới bệnh luôn các chị. Trễ quá rồi. 8 giờ đúng luôn rồi đúng không? 8 giờ đúng.
Rồi các chị nào lấy mẫu này giá chỉ có là 60.000 2m³, 90460. 90460 nhanh tay đi các chị. Hello chị Sến Hoàng này nè. À, em chào tất cả các chị, hôm nay em Kim vô rất là trễ các chị ơi, trễ vô cùng trễ luôn ạ. Và chào chị Phạm Tuyến luôn. Von 62m, chất liệu von hàng, lên áo dài, lên đầm, lên gì cũng đẹp nha. Nhanh tay nha cả nhà ơi, nhanh tay lên, nhanh tay lên. 60.000 2m von, lên áo dài, lên đầm, lên cái gì cũng đẹp. Bây giờ là lên cái gì em cũng giảm hết, nên yên tâm nha các chị. Cho cô luôn một cái măng gồ màu, màu nào đẹp nhất, con phải chọn màu nào đẹp chia nhất. Chia sẻ em mới chốt màu giá sale nhất, được nha các chị mình ơi. Chia sẻ đi các chị mình ơi. Rồi. Chấm bài tương tác giùm em nha. Em Kim mặc cái này là lùa chiêu quân, giống hệt lùa chiêu quân, ai sẽ sản xuất lùa đúng hơn nha, lùa đúng hơn nha. 904 chị Liêm Liêm, chị Nguyễn Kim Dung 904, chị Trần Hồng 904, chị Ngọc Tuyền Ngô Thị 904, chị Hạnh Phạm 904, chị Nguyễn Hạnh 904, chị Lương Huỳnh 904, chị Thanh Vân 904, chị Hương Kim 904, chị Vũ Tiến Tú 904, chị Hà Hoàng 904, Âu Mỹ Liên 904, chị Khánh Phan 904. Rồi, còn 3 chị chiếc 904 là hết em nha. Còn 3 chiếc 904 là hết. Chị Hoa đồng tiền 904. Em ngồi hả con hả? Rồi, bao này đâu, để ra cho cô đô trên này nè. Để nó phục vụ cô đi. Chị Nguyễn Nhanh 904, chị Nguyễn Hằng 904. Các chị ơi, các chị mình hãy chia sẻ like cho em. Em nói em Kim bạn các chị mình cái giả rất là mềm, em vô trệ quá rồi cả nhà. Cái màu này là lùa lành, lùa mango này các chị. Mango là ở ngoài 130 đúng không ạ? Còn các chị mình không rành chất liệu á, có chỗ bạn các chị mình tới 200.000 nha, 200.000. Giờ em bạn các chị mình 100.000, ai có chia sẻ chốt đơn. Ai có chia sẻ chốt đơn 100.000, áo Kim 200 lùa đúng hơn các chị, miễn phí ship. 904 em hết. Em còn 3m6 nha các chị ơi. Em còn 3m6, bạn các chị mình 100.000 thôi ha. 3m6 100, các chị nào lại comment cho em. Nhanh tay cả nhà ơi. Lên máy mày đưa đâu? Chấm bài tương tác chia sẻ giùm em nha các chị mình ơi. Sao bay hết vậy? Hả? Cả nhà ơi. Ơi mau lại đưa cho. Bay giống quỷ. Các chị ơi, lùa mango ở ngoài là bạn 130. À, các chị nào mình không rành thì người ta có thể bạn các chị mình 200, 250 là chuyện rất là bình thường. Giờ em bạn các chị mình 100.000 thôi được không? Kèm theo chia sẻ chốt đơn K99 100. Nhanh tay các chị. 3m6 cho chị nào em? 3m6 cho chị Bình Lê. 99 rồi. Cho chị Phước Vân. Chị Trần Hồng 99. Chị Trần Thu Hồng 99. Em bay dưới tiếp chợp. Ai đọc lại? Nhanh lên. Trần Thu Hồng, chị Trần Hồng, chị Phước Vân rồi. Chị Hồng Liên 99. Rồi. Chị Khang Huy 99, rồi. Chị Kim Phượng Nguyễn 99, rồi. Chị Lương Huỳnh 99. Rồi. 99 chị Mẫn Thanh. Rồi. Chị Trang Phạm 99. Rồi. 99 chị Ngọc Diễm 2 áo. Rồi. Các chị lùa lành, lùa mango có đồ co giãn rất là thoải mái. Nếu các chị mình không rành người ta bạn các chị mình 200, 250 bình thường. Nhưng bây giờ em bạn các chị mình 100.000 thôi. Bởi vì hôm nay em Kim vô rất là trễ vì lý do kỹ thuật. Cho nên các chị mình chia sẻ like cho em Kim được không ạ? À? Đó, chị Tuyết Trần chưa chia sẻ, chị Đức Minh chưa chia sẻ, làm sao em Kim chốt đây? Có 100.000 nha các chị. Rồi tiếp. Chị Phạm Phượng cho số điện thoại lên đơn. 99 chị Hương Ngô, chị Lê Phú Dương 99, chị Trang Phan 99, chị Đức Minh 99, chị Nguyễn Kim Dung 99, chị Tuyết Trần 99. 99 chị Thùy Dung Lu, chị Phạm Phượng 99 có đơn. Rồi ai lấy comment ai lại được các chị mango 100 kèm theo chia sẻ cho em. Chị Nguyễn Kim Anh 99. Chị nhận bài rồi đẹp lắm. Dạ em cảm ơn chị Hoa Trần Thị. Các chị cái này nè, lên áo dài, lên đầm, lên đồ bồ, lên zoom, lên bất chấp cho em Kim nha cả nhà. Em nói thiệt các chị mình rất là đẹp. Ai về nhận hàng không đẹp trả lại cho em Kim được chưa các chị? Rồi. 99 chị Phước Vân thêm, chị Âu Mỹ Liên 99. Rồi. Còn 4 chiếc là hết nha các chị. 4 chiếc là hết luôn. Mango 100.000 em chuột thành 5 chị đi ha. Mango 100.000 nha các chị. Rồi bây giờ lên một cái màu đỏ đô. Em mua chưa mặc hả? Không biết cái nào mặc đẹp dùng chị Kim không hả chị? Các chị ơi hãy chia sẻ like cho em Kim. Các chị 3m6 hết rồi cả nhà ơi. 3m6 hết rồi. Trời ơi nó đẹp như thế này đây.
Lùa lành, lùa măng gồ ít nhất 130.000 nha các chị. Bây giờ hôm nay em Kim bảo các chị mình 100. Chị nào không rành hoa ra ngoài thị trường mua thì có thể là 200, 250, rất là bình thường. Bây giờ em bạn mẫu này chị 100.000, K168 cho em Kim đi người đẹp ơi. Người đẹp nào ở trong live chia sẻ cho Kim với đi à. Chị Đỗ Lan 99, chị Huyền Hồ 99 hai áo, chị Đặng Hiền 99, chị Trần An 99, chị Ngọc Đỗ 99 là em hết. Chị Nhân Thường Uyển đẹp lắm em. Dạ em cảm ơn. Lên chị ốc thêm hồi coi còn thế nào bảo em nha. Rồi K168 giá 100.000, ai lấy thì mình nhanh tay màu đỏ đô. Hàng cốt Kim đẹp lắm mấy chị ơi. Cảm ơn các chị mình rất là nhiều các chị. K168 giá 100.000, 100.000 2m lùa lành lùa mango. Nhanh tay các chị ơi, nhanh tay lên cho em Kim đi ạ. Chị Thu Nguyễn Kim mặt bất chấp. 168 chị Mẫn Thanh, 168 chị Trương Hà Linh. Chị Nông Nguyễn 168, chị Thanh Ngân 168, chị Thanh Trúc 168. Chị Trần Hồng 168, chị Kim Hoa 168, chị Tuyết Như cho em xin số lên đơn. Chị Trang Phan 168, chị Lê Phú Dương 168, chị Đức Minh 168, chị Nguyệt Lương 168, chị Thu Nguyễn 168, chị Võ Kim Thọ 168, chị Hồng Nguyễn 168, chị Hằng Minh 168, chị Nguyễn Trinh 168. Hết 168, hết 168 em. Hết 168 nha. Giờ là em lên bất chấp luôn. Các chị nhớ chia sẻ like nha, nhớ chia sẻ like cho nhỏ Kim với các chị. Đuổi bi dạ của nó 120 hoặc 130 giờ bạn 80.000. Chơi luôn nha. Các chị mình thông cảm cho em bởi vì em tố trễ rồi nên em bây giờ là giá nào cũng bán ha. À 966 giá chỉ có 80, chất liệu là đuổi bi. Nhanh tay các chị ơi, nhanh tay giờ cái gì em cũng bán giá rẻ giá mềm cho các chị mình hết yên tâm. Hello chị Hoa Vũ nha, chào cả nhà. Nên giọt xương vàng hồi chiều. Con ơi giọt xương vàng hồi chiều ở đâu con? Rồi cỏ giọt xương vàng hồi chiều đây các chị. 966 chỉ có 80.000, chất liệu đùi co dạng 4 chiều lại hai áo kim mặt nhẹ nhàng. Ok chị Đô Thị. Ok chị Yên Ly Đô Thị hai áo kim mặt 168 em hết. Ai lấy chấm bi tím comment cho em 966. Dạ 80.000 em kim bạn bất chấp cả nhà nhanh tay. 966 chị Ngọc Trinh Lê, chị Lê Nguyên 966. 80 thôi các chị ơi. Nhanh tay đi các chị, đẹp lắm luôn rồi nha. Chưa bao giờ giả như hôm nay các chị mình ạ. À. Chưa bao giờ giả như hôm nay. Hello chị Thủy Thu nha. Rồi. Chị Lê Nguyên 966, chị Thanh Vân 966, chị Kim Quang Ly 966, chị Vui Nguyễn 966, chị Trang Phan 966, chị Thoa Võ 966, chị Hồng Nguyễn 966, chị Tú Nguyễn 966, chị Trần Lệ Huyền 966, 966 chị Thanh Vân có đơn rồi. Chị Thúy Ly 966, chị Quyên Huỳnh 966, chị Dương Minh Tân 966, chị Trang Phạm 966, chị Yến Kim 966. Dạ em cảm ơn chị Trần Út Lùng nhận bài rồi đẹp lắm. Rồi nha cả nhà. Chấm bài tương tác chia sẻ giùm em nha. Vài học sinh vừa đẹp vừa rẻ. Dạ học sinh hôm nay em để đợi các chị. Các chị mình cứ ở trong live với em. Học sinh gì em bạn các chị ơi. Tri ân ha, là thứ nhất, thứ hai là em sẽ hỗ trợ cho học sinh giả rất là rẻ các chị. Kim mặt chị Kim Hoa, chị Thanh Bùi 966, chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết 966, chị Lê Luyến 966, chị Thúy Dinh 966, em hết các chị mình ơi. Hết 966. Rồi các chị thôi khỏi đi mất công mai tìm lâu. Các chị ơi, cái von này giá 150. Cái von này giá một lên giọt xương đi hả? Dạ rồi, viền giọt xương rồi hả các chị? Đợi em Kim lên giọt xương nha. 850. 850 giá chỉ có 70.000 2m nha. Nha các chị. Rồi các chị nào lại comment cho em 850 giá chỉ có 70.000. Các chị ở trong live chậm bài tương tác và em Kim liên tục được hỏi ẩn comment. Bây giờ cái đường truyền mạng là rất là chậm là thứ nhất. Thứ hai nữa là Facebook nó quét dừa lắm các chị. Cho nên là hôm nay em bạn để lại sự tương tác thôi. Màu đỏ sao dừa già ok. 850 màu chiếc lá rất là sang chảnh luôn em bạn. 70.000 2m phone nha cả nhà. Chị Xuân Nguyễn Nghi cho em xin số điện thoại lên đơn. Khách mới cho em số điện thoại các chị ơi. Các chị khách mời nha, lưu ý cho em Kim. Comment luôn cho em Kim số điện thoại để lên đơn nha. 850 dạ 70 các chị ơi. Nhanh tay cả nhà mình ơi. Chị Một Mai cho em số lên đơn. Chị Nguyễn Bình cho em số lên đơn. Có số điện thoại mới chốt được nha các chị mình ơi. 850 chị Nguyễn Thị Hồng Thắm. Chị Trương Hà Linh 850. Chị Tuyền Thanh 850. Chị Lê Nguyên 850. 850 chị Trang Phan. Chị Kim Hoa 850. Chị Lương Huỳnh 850. Chị Trang Phan 3 áo là thêm 2. 850 chị Trương Tuyền. Chị Xuân Nguyễn Nghi 850 có đơn. 850 dạ chỉ có 70.000. Các chị nào lại comment cho em, chia sẻ like cho em các chị. Chia sẻ like cho em. Nhanh tay các chị mình ơi. Hết dậy nữa chứ. Ngày gì đó, nói thiệt tình á. Tao kệ đi bình tĩnh.
À, nó tỉnh tay thằng sẽ cái vậy còn uống được luôn. Bỏ tay ly luôn. Rồi các chị chia sẻ cho ông ly, đọc tỉnh tay nó sẽ dậy cũng được luôn. 850 chị Vũ Ngọc Linh, 850 chị Hương Kim, 850 chị Tình Nguyễn, 850 chị Thái Hồng, 850 chị 850 chị Nguyễn Bình, cho số điện thoại đi. Chị Trần Nga 850, chị Phương Mai Lương 850, chị Trinh Trần 850, chị Nguyễn Mai Trinh 850, chị Lê Thị Luyện 850. Hết. Các chị lưu ý không có sổ là em Kim không lên đơn được các chị mình ạ. Không có sổ em Kim không lên đơn được nha. Rồi, các chị. Hôm nay cái gì cũng rẻ, cái gì cũng đẹp. Có chia sẻ like cho em chưa? Chưa sẻ like chưa các chị ơi? Trời ơi, chia sẻ cho em Kim cả nhà. 850 hết rồi, chị nào chưa đọc tên là không có đơn. Có đẹp không? Em hỏi cả nhà chứ có đẹp không hả? Mango như thế này mà gọi là mango 100.000 nè. Cho các chị ha. Các chị mình mua mẹ cái chất liệu mà gọi là cái lụa chị có ép lụa cotton đó. Về mặt rất là nặng mà cái hoa nè, trời ơi. Thôi rồi lượm ơi. Rồi, 831 đi xong em đến hàng trên xào liền, 100.000. 831 100.000 chất liệu lụa lành lụa mango. Các chị nào đã dừng cái lụa lành lụa mango bên em về rồi là các chị mình biết chất rồi ha. Mặt cực sướng. Em là xứng đáng đồng tiền, mình rất là đồng tiền luôn. 850 hết rồi cả nhà nha. Cô dễ thương quá hả? 831 chỉ có 100.000 lụa lành lụa mango. Em nói nó đẹp còn hơn chữ đẹp ha. Chia sẻ like. Trời ơi, la chia sẻ like đi các chị ơi. Em like chị đi em. Sao mà răng view nó không lên vậy các chị? Sao mình... view không lên là sao? Các chị mình lên view 1k đi em, lên lùa giọt xương tao nói thôi đẹp xìu nha. 831 chị Thanh Tiên Nguyễn, chị Tính Nguyễn 831, chị Trần Hồng 831, chị Hồng Hà Nhi 831, chị Nguyễn Hạnh 831, chị Nguyên Huỳnh 831, chị Khanh Huy 831, chị Tuyết Linh 831, chị Mộng Trinh 831, chị Một Mai 831. Có 3 mét nha, 3 mét 150. Chị Trinh Trần 831, chị Hồng Nguyễn 831, chị Lợi Trần 831, chị Nguyễn Dung 831, chị Như Mai 831, chị Nguyễn Hương 831, chị Hồ Hà Thanh 831, chị Hồng Hà Nhi 831, chị Huỳnh Hiền 831. 100 thôi các chị ơi. 831 chị Thái Hồng, chị Hương Kim 831. Con ơi, bảo. Cô Kim Lan không có cô ơi. Hết rồi cô Kim Lan ơi. Chị Anh Khoa 831, chị Nguyễn Bình 831. Mai gọi nha các chị ơi. 831 chị Tam Nông. Rồi còn 3 chiếc hết, 4 chiếc hết nha. Dạ cái mặt 200 lỗ đông hơn các chị mình còn ơi. Còn 4 chiếc hết, em lên một số mẫu này nữa em sẽ lên hàng xin xào các chị mình yên tâm nha. Có 3 mét 150.000 các chị, có 3 mét 150.000. 831 chị Hồng Thắm, chị Trần An 831, chị Trương Phạm 831, chị Huỳnh Loan 831, chị Hương Lê Thị 831, chị Hương Kim 3 mét có đơn. 969, màu này là cái bông màu tím em là rất là sang chảnh luôn, 100.000 thôi nha các chị. Gương mặt chị nhìn phúc hậu hả? Dạ cảm ơn chị Hương Nguyệt, em cảm ơn các chị mình rất là nhiều là chia sẻ like cho em, tương tác cho em Kim nha con nha. À, con nghe Thượng Bảo. Trời đất ơi, Thượng Bảo kia con nghe. Các chị ơi, nay shop nào cũng khóc vì view hả? Dạ em cũng không đền đổi mà khóc. Em cũng không đền đổi mà khóc các chị. 696 100.000 các chị nào lại comment cho em nha. Chị không hai nhi một cái thôi, chị anh cho chị khác một cái đi em. Lùa hai cái rồi. Ok chị. Cái mặt lùa đông hơn giá 200.000, các chị nào lại 969 comment cho em 100.000 một áo 2 mét. Lên cái gì cũng đẹp, cái mẫu này đẹp ha. Tuyệt vời chưa? Em Kim đã lên hàng các chị mình khỏi phải lo. Để cho em Kim lo rồi. 831 chị Nguyễn Loan, 831 chị Huệ Trần em hết 831. Rồi, 96 chờ mày đó em. Kim mặt chị Nguyễn Kim Anh, 969 chị Thơ Nguyễn, 969 chị Thảo Nguyễn, chị Một Mai 969, chị Bùi Kiều 3 áo 969, chị Trần Tuyết 969, chị Trúc Thanh 969, chị Khanh Huy 969, chị Trần Thu Hồng 969, chị Vũ Tiến Tú 969, chị Dung My 969, chị Minh Ni Nguyễn 969, chị Nguyễn Phạm 969, chị Nguyễn Thị Ngọc 969, chị Hương Vương Vũ 969, chị Thùy Trang 969, chị Anh Khoa 969, chị Nguyễn Loan 969, chị Thùy Ly 969, chị Yến Võ 969. Chia sẻ like cho em các chị, còn 3 chiếc thiệt em. Đếm lại nha. Các chị ơi, chia sẻ cho em với đi ạ, chia sẻ cho em với các chị. Vải tơ lên chưa shop chưa, áo kim mặc bao nhiêu? Dạ áo kim mặc 200 miễn phí ship các chị mình ha. Kim mặc 200 lùa đông hơn ha. Trời ơi nó đẹp xỉu chưa? Hàng như thế này đây là mới gọi là mango nha cả nhà. Như thế này mới gọi là mango. Đẹp lắm luôn á các chị.
chu cha mà ơi, chu cha ơi, nó đẹp 100.000 thôi nha cả nhà. 865 100, ai lại comment cho em? Chị Thúy Đinh 969, chị Hồng Nguyễn 969, chị Tin Tin 969. 865 100.000. Kim ơi, nay Kim bao nhiêu tuổi mà nhìn đẹp quá ha. Già em lợn tuổi rồi các chị, trong lai em nhìn già làm các chị, nói thật lòng là trong lai nhìn rất là già. Rồi, đùa giọt sướng chị ơi. Chị ơi, răng là mi đẹp nữa hả? Như mai có đơn rồi chị ơi. Đẹp lung hả? Chị vừa toàn. Rồi, các chị nào lại xấu 865 100.000 thôi, lùa là lùa mango. Ai lại ủng hộ em Kim đi các chị, chia sẻ cho em với các chị ơi. Chị chia sẻ cho em với nha, chia sẻ cho em. 865 chị Nguyễn Mai Trinh, chị chịu dần 865. Cái mặt chị Lê Thị Ngọc Thi, chị Thùy My Đặng cho em số lên đơn. 865 chị Tin Tin, chị Xuân Nguyễn Thi 865. 865 chị Đinh Tầm Tầm. 865 chị Trinh Trần. 865 chị Nhâm Phạm. 100.000 969 chị Phúc Kim là em hết 969. Rồi ai lấy 865 đi các chị ơi. Lùa là lùa mango của em Kim chỉ có hai từ là mê. Em bạn có 100.000 2 mét các chị. Về lên áo dài lên đầm lạch sang tuyệt vời luôn nha. Các chị nhớ ở trong like cho em chia sẻ, chị Bùi Điệp chia sẻ cho em bởi, chị Thư Trang chia sẻ cho em bởi nha các nhà. Rồi các chị nào lại được comment cho em, cho cô bao vải màu màu mango lên, cô giảm chắc khách màu gì đấy. Màu và màu gì đó. Cô Việt đúng không? 865 chị Bùi Điệp, chị Thư Trang 865, chị Thu Hoài Đặng 865, chị Vũ Tiến Tú 865. Có 3m4 nè các chị, 3m4 em bạn 1.6 thôi, đẹp ra 1.8 nha. Nha các chị. Con trên xào rồi chị. Hả? Con trên xào rồi. Rồi hả? Con trên xào rồi. Rồi lên hàng trên xào nha. Lên lên cái ve cái kia nào, con lên hàng trên xào. Rồi, nhanh tay các chị ơi. Lên đây. Giờ em lên cái vải là lùa giọt xương. Lên cái lùa giọt xương, cái mẫu mà em đăng. Em quay video trực tiếp cho các chị mình. Ủa cái lùa giọt xương đâu rồi ta? Chị Bảo Ngọc Bùi 3m4. Cái này là vàng hoa. Cái này trước tiên em lên cái lùa này là lùa vàng mai trước này. Các chị chia sẻ like cho em, em lên cái lùa vàng mai trước nha, nó rất là đẹp. Vô cùng đẹp luôn. Nha các chị. Một cái chất mới hoàn toàn, em nói sang chảnh vô cùng. Nếu như người ta có cái chất mới đó các chị, người ta sẽ bán các chị mình là 350-370 đúng không ạ? 350-370 đúng không? Em Kim vẫn bán các chị mình 200 thôi. 200.000 một ảo và 270.000 một bộ. Và thêm một điều này là em miễn phí ship các chị mình luôn. Lùa này là lùa mới về, em có quay các trực tiếp cho các chị mình xem đúng không? Lùa vàng mai. Nhanh tay các chị mình nha. Số lượng thì cũng không có nhiều đâu các chị. Ai lệ 159 comment cho em, một ảo 200, một bộ là 270.000 miễn phí ship luôn. 865 chị Tin Tin thêm, chị Phạm Ngọc Thùy Vi 865, chị Trần Tuyết 865, chị Lão Thư 865. Rồi nhanh tay cả nhà ơi, sạc đỏ đen đi em, giá em lên hết trên sao. 159 lùa này là lùa mới của bên em, giá chỉ có một ảo 200, một bộ 270.000. Lùa này gọi là lùa vàng mai, đẹp chưa? Các chị mình nhìn nó sang chưa? Thực phẩm sang luôn ha. Ai nhanh tay thì còn, mà chậm là hết luôn nha cả nhà. Chậm là hết luôn. Màu vàng ở ngoài và nhanh tay đi các chị. Nhanh tay không là hết liền đó các chị. K159 cho em nha các chị ơi. 200 một áo, 270.000 một bộ, kèm cho em miễn phí ship nha các chị nha. Miễn phí ship, miễn phí ship nha các chị. Lùa vàng mai, bao sang bao chảnh. Nhiều chỗ nào mà có chất liệu mới sẽ bán 300-350 nha các chị. Các chị ha. Nhưng mà em vẫn bán các chị mình giả chỉ có là 200 một ảo, 270 một bộ. Chị My Lệ Nguyễn 159, chị Hồng Nguyễn 159, chị Mộc Mai 159, chị Lương Hằng 159, chị Trâm Nguyễn 159, chị Tính Nguyễn 159, chị Triệu Dần 159, chị Đức Minh 159, chị Hà Thanh 159, chị Nhật Nguyệt 159, chị Hải Đăng 159, chị Lê Kim Hồng 159, chị Bảo Ngọc 159. Cho cái màu trắng vô cho cô nha. Chị Trúc Lê 159, chị Hà Thanh. Chị Hà Thanh một bộ có đơn. Rồi các chị mình chia sẻ đi. 159 chị Xuân Nguyễn, chị Võ Hiền cho em xin số điện thoại lên đơn. Chị Tuyền Hưng 159. Khách mới cho em số điện thoại nha các chị mình ơi. Các chị ơi kèm theo cho em Kim chia sẻ nha. Em lên lùa này là lùa lông vũ. Cái mẫu này em có đăng luôn rồi ha. Trời ơi cái mình hàng đó mềm mà nó rủ mà nó mát lắm các chị. Lùa lông vũ rủ. Lông vũ. Lông vũ. Lùa lông vũ 200 một ảo, 270.000 một bộ. Em nói nó sang, vô cùng sang. Lùa lông vũ cả nhà ơi.
Cô bậy ghê luôn á. Cô bậy ghê luôn hả? Đây. Các chị coi cái vấn của nó giúp em kim cãi đi ạ. Ha. Ở ngoài nhìn em là các chị mình khẳng định luôn và liền là ở ngoài đẹp hơn trong live rất là nhiều ha. 200 một ảo, 270.000 một bộ. Miễn phí ship cả nhà nha. Người ta có chất mỡ thì bạn 350 ha, 370 em vẫn bạn 200 cho các chị mình thôi. Chứ sẽ nói cho em. Chị Lê Phần kim mặt, chị Kim Trần 159, chị Yên Lê Đô Thi 159, chị Trịnh Tí 159, chị Vân Hà 159, chị Trang Thi Thu Nguyễn 159, chị Hà Minh 159. Rồi lùa lông vũ 200 một ảo, 270.000 một bộ, K29 cho em. Cái màu này là em đăng luôn cái clip rồi đúng không ạ? À? Các chị cười xìu hả? Cười từ từ nói Kim ơi. Chị nói lại comment cho em. K29 nha các chị ơi, 200 một áo, 270.000 một bộ, kèm cho em miễn phí ship nha. Rồi, các chị nha. Rồi K29 nhánh tay cả nhà em Kim ơi. Chị Lê Phần Kim mặt có đơn K159 chị Nguyễn Diệu, K29 chị Hồng Hoa, chị Tính Nguyễn K29, chị Lương Hằng K29, chị Nhật Nguyệt K29. Lùa lông vũ kim và cái vân của nó em là các chị mình nhận sẽ hài lòng. Nó đẹp hơn ở trong live rất là nhiều các chị. Đẹp lắm luôn các chị. Chị Khánh ơi. Vân cho số, chị Uyên Thị Tố Phạm cho em xin số điện thoại lên đơn. Khách mới cho em số điện thoại. Con ơi, số điện thoại các chị ơi. Con, lên cho cô giọt xương đi. 29 chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết, chị Lê Kim Hồng 29, chị Phạm Ngọc Thùy Vi 29, chị Hà Minh 29. Các chị ơi, chia sẻ like cho em nha, chia sẻ like cho em. Hôm nay cái gì cũng có mà cái gì cũng đẹp nha. Khẳng định luôn và liền và giả rất là mềm. Đừng có để tiêu tục. Bộ cái mặt đẹp quá hả? Dạ cảm ơn chị Trần Lành. Màu đỏ đây cả nhà. Màu đỏ này là lụa thanh liễu, cũng 200 một ảo, 270.000 một bộ. Cái này là hình lập thể rất là cân nha các chị. Chia sẻ đi các chị, đừng có để biểu tục ủng hộ em. 29 chị Hoàng Huyền, chị Tô Thị Bắc 29, chị Nguyễn Thị Nga 29, chị Đức Minh 29, chị Thùy Dương Nguyễn 29. Khách mới cho em số điện thoại nha các chị ơi, khách mới cho nhớ cho số điện thoại nha các chị ơi. Kim vui quá à? Cười muốn chết. Cười muốn chết. K33 200 một ảo và 270.000 một bộ. Chất liệu này là lụa thanh liễu. Hôm nay em sẽ lên lụa lông vũ này. Em sẽ lên lụa giọt xương này. Em sẽ lên lụa gì nữa bấy? Gì nữa nói có nghe đó. Vàng mai. Vàng mai, lụa vàng mai đẹp cực kỳ ha. Các chị mình hãy chờ em lên sản phẩm nha. Rồi, ai lại K33 ủng hộ em Kim. Đẹp chưa? Bà con cô bác lên áo dài lên đầm gì cũng sang. Nhanh tay cả nhà ơi. Nhanh tay. Em vô trì 1 tiếng đồng hồ cả nhà. K29 chị Hằng Trần, chị Khánh Vân Candy K29. Chia sẻ giùm em, tương tác giùm em nha các chị ơi. Chia sẻ giúp em Kim. Chị Thùy Huỳnh K33, chị Nam Lê K33, chị Phạm Phụng K33, chị Trương Hà Linh K33, chị Hải Đăng K33, chị Lê Minh Ngọc K33, chị Phương Trọng K33, chị Nguyễn Thị Nga K33, chị Tâm A Tâm Em K33, chị Xuân Nguyễn Thị K33. 200 một áo, 270.000 một bộ, kèm cho em miễn phí ship nha các chị ơi. Trời ơi, cái này là đẹp xỉu nha. Gì? Lùa này là lùa vàng mai. 200 một ảo, 270.000 một bộ. Dù chất liệu mỡ như thế nào em vẫn bảo cái giá không tăng một đồng xu lũng nào. Nên các chị mình cứ yên tâm nha. Nghe Kim A ngoạ mãi rồi. Lùa vàng mai, các chị nào lại K04 comment cho em. Tiếm sao dừa già rồi. Rồi các chị nhìn cái mẫu này, các chị mình lấy áo dài lên đầm lực đọc đi em. K33 chị Yến Trương, chị Duy Nguyễn K33, chị Nhung Sĩ K33, chị Huỳnh Hà K33, chị Đỗ Diễm K33, chị Nguyên An K33, chị Hoa Kim K33, chị Hồng Nguyễn K33, chị Lương Huỳnh K33 có đơn. Chị Sakira đẹp K33, chị Duy Nguyễn K33. Các chị mình thấy cái vân của lùa này là lùa vàng mai chưa ạ? Cái vân sang chảnh chưa? 200 một ảo, 270.000 một bộ. Em bạn không lên một xu lũng nào. Hàng sản phẩm mới người ta bạn 300, 370. Em không lên một đồng nào, chỉ 200. Miễn phí ship các chị mình luôn nha. Yên tâm cho em Kim chị chưa? Chị Huệ Phạm K33. Chị ngày mai nhân viên gọi lại nha chị Liễu Nguyễn đây, ơi đây là chị lấy sản phẩm mới. K04 chị Thủy Quyền, chị Nhung Phạm K04, chị Anna Vũ K04, chị Thùy Nguyễn K04, chị Phạm Ngọc Thùy Vi K04, chị Huỳnh Hà K04, chị Thơ Anh K04, chị Mộc Mai K04, chị Huỳnh Trinh K04, chị Hoa Kim K04, chị Đức Minh K04, chị Trần Thu Hồng K04, chị Hải Đăng K04, chị Nguyễn Trang K04, chị Phương Trọng K04.
Ai lấy bộ comment bộ cho em là được nha các chị mình ơi. Lúc bộ bộ đâu? Chị Nguyễn Đặng Hồng Hải K04. Nhanh tay nha các bộ chị. K33 chị Hoa Hồng Ga, chị Thiên Lý K33, chị Hiền Vũ K33. Rồi em lên một màu màu đỏ, lùa này là lùa lông vũ. Chị có 200 một áo, 270.000 một bộ, hàng có đồ co giãn rất là thoải mái. Mặc là sướng lắm nha các chị. Bảo đảm các chị mình nhận hàng sẽ đẹp hơn trong live. Vì trong live nó có cái ảnh đèn bị chọi, các chị mình không lên thấy được cái vân của lông vũ nha. Không thấy được cái vân lông vũ. K54, 200 một áo, 270.000 một bộ. K04 chị Hoàng Đình Ngọc Quý, K04 chị Âu Mỹ Liên, K04 chị Thủy Quyền, chị Gia Phúc K04. Các chị áo kim mặt 200 lùa đông hơn miệng phí ship nha cả nhà. Đây em tắt cái ánh đèn cái là các chị mình nhìn là đẹp xỉu đúng không? Ánh đèn này đó. Chị Nguyễn Phượng K29. Thấy vân không? Các chị mình thấy vân của lông vũ chưa? Thấy vân của lông vũ chưa? Mê chưa? Em ấy chỉ có 200 miệng phí ship các chị. 200.000 miếng phí ship. Các chị ơi chia sẻ like cho em Kim nha. Lùa vàng mai có co giãn, tất cả các chất liệu lùa là bên em Kim đều có đồ co giãn hết, nên cứ yên tâm cho em Kim mà các chị mình có comment bộ là có đơn rồi nha các chị ơi. K54 chị Một Mai, chị Hằng Minh K54, chị Tính Nguyễn K54, chị Lương Hằng K54, chị Huỳnh Trinh K54, chị Hằng Trần K54, chị Thảo Đỗ K54, chị Hồ Khôi Kim Mặt K54 giùm em nha các chị mình nha. Lùa lông vũ. Lùa lông vũ em nói rất là đẹp. Các chị ơi nhanh tay đi, không là hết. Em nói thật, chất liệu này về là em nói các chị mình là cũng không có nhiều, cho nên là không qua thị trường không ai có. Em Kim có độc quyền, em Kim cũng không bán tăng một cái đồng nào của các chị mình hết, nên các chị mình cứ yên tâm nha mà sử dụng nha. Chị Hải Đăng K54, chị Hà Minh K54. Dạ em mời các chị mình thoát ra vô lại giùm em nha các chị ơi. Đây mẫu này phong cảnh lùa lông vũ, 200 một áo, 270.000 một bộ, rất là sang chảnh. Nhanh tay các chị ơi, mày đứa con đâu, la lên cho cô coi nào. Khánh Vân Kim Mặt ok. Trời ơi, chị. Không đứa nào la luôn. Chị Lê Hương Trần K159, chị Yến Vân K54, K54 chị Dễ Ngọc, chị Lê Mỹ Ý K042 áo. Lên màu tím chị ơi, màu tím ở đâu hè? Màu tím ở đâu vậy chị? Màu tím ở đâu các chị? Rồi phong cảnh lùa lông vũ 200 một áo, 270.000 một bộ. Tắt ảnh đèn để thấy cái lông của nó như thế nào các chị ơi. Cái lông của nó rất là sang, ở ngoài là đỉnh của đỉnh nha ảnh đèn, cho nên là các chị ơi không có thấy rõ thôi, trên này là đỉnh của đỉnh. Ai lấy mẫu này comment cho em ạ. Em mừng nhận vải mẫu chiều nay nè chị, vải xịn sò quả luôn dì Kim ơi. Cảm ơn Thùy Nguyên nha. Màu trắng hoa tím đi chị. Màu trắng hoa tím ở đâu ta? À, ở trên, ok. Rồi ai lấy phong cảnh K18, nhanh tay cả nhà ơi. Vô các chị mình ơi, nhanh tay giùm em nha. Tương tác chia sẻ giùm em nha các chị mình ơi. K18 em like chỉ có 200. Cái mình hàng mềm mà rủ lắm. K18 chị Ngọc Châu, chị Nguyễn Nga K18, chị Cảnh Khánh Vân Candy K18, chị Ngọc Diễm K18, chị Quỳnh Trần K18, chị Hương Nguyễn K18. Chị Đức Minh K18, chị Đặng Thị Ngọc Diệp K18, chị Ly Cam K18. Chị Hương Nguyễn K18. Lùa lông vũ tiếp theo 200 một áo và 270.000 một bộ, em Kim miễn phí ship luôn. Em nhận hàng rồi, vải đẹp lắm mà vải bên mình in bụng không dụng với vải shop khác. In bụng tà để các chị mình lên là canh được cái hoa ở tay rồi, cũng rất là dễ thương các chị mình ha. Rồi ai lấy màu này comment cho em. Ok chị Huỳnh Trinh. Nhanh tay các chị ơi, nhanh tay lên lùa lông vũ. Chị Trần Kim Anh K18, chị Hương Đào K18, chị Lý Nguyệt Thu K18, chị Hương Ngô K18, chị Tuyền Võ K18. Trời ơi, cái giết người, trời ơi. Nhanh lên các chị, các chị ơi. Con ơi, lôi cái này xuống cho cô. 130 chị Phương Loan Bùi, 130 chị Đặng Thị Ngọc Điệp, chị Bảo Sương cho em xin số điện thoại lên đơn. K18 chị Quỳnh Trần có đơn, chị Âu Mỹ Liên 130, chị Huỳnh Trinh 130, chị Liên Nguyễn 130, chị Phương Loan Bùi có đơn. Chị Võ Thường 130, chị Trần Minh Anh 130, chị Nhi Yến 130. Chị Phương Loan Bùi có đơn rồi chị đời, ơi. Đời chị tỷ cho chị xem con tỷ lý. Ai hỏi cái giọt xương mà giọt xương màu vàng. Giọt xương màu vàng đây cả nhà. Giọt xương màu vàng lúc chiều em like đây ha. Rồi 200 một áo, 270.000 một bộ. Rất là đẹp luôn các chị ơi. Chia sẻ cho em với nha. K18 chị Trần Văn Cường 130, chị Võ Thị Ngọc Huệ, chị Nam Lê 130, chị Hoàng Nguyễn 130, chị Hồ Khôi 130, chị Huỳnh Thị Thúy Phương 130, chị Lan Ngô 130, chị Nguyễn Hồng 130, chị Nguyễn Ngọc Thanh 130, chị Đức Minh 130.
18 chị Huệ Phan có đơn. 18 chị Hồng Hoa cho số điện thoại. Chị Bảo Sương 130. 130 chị Trương Cẩm Hương. Chị Nguyễn Oanh cho em số điện thoại, khách mới cho em số điện thoại các chị ơi. Không cho em xem vô một cái từ nào hết trơn á. Nó dành nó đọc một mình nó luôn á các chị. Chia sẻ đi các chị ơi. Vô là vô các chị ơi. Có 196 giả 200.000 một áo và 270.000 một bộ. Cái màu này là lùa giọt xương, chị nào hỏi em màu vàng. Chị mua quá nhiều luôn rồi hả? Dạ em cảm ơn chị Tuyết Lan. Rồi ai lại nhắn tay các chị ơi, giọt xương. Trời ơi nó sang chảnh sình sò. 200. K18 chị Phương rồi, Thủy cái đâu là 196 chị Nguyễn trời Hạnh, chị Âu Mỹ Liên 196, chị Thúy Hạnh 196, chị Nguyễn Hạnh có đơn rồi chị ơi. Chị Huỳnh Trinh 196, chị Nguyễn Nga 196. 18 chị Phương Thủy có đơn, chị Huỳnh Hồng Cẩm 196, chị Thanh Phạm 130. Chị Tuyền Hưng 196, chị Trần Kim Khánh 196. Chị Kim Ngoan Ly 196, chị Thiên Nga Phạm 196. Tiếp tục chương trình vải răng xương. Mà đẹp rứa kìa, răng mà đẹp rứa đúng không, ai thì đẹp chia sẻ cho em đi các chị ơi. Chị Nguyễn Oanh 130 có đơn, chị Nguyễn Hạnh 196, chị Hà Hoàng Nguyễn Thị 196, chị Anh Nguyễn cho em xin số điện thoại lên đơn. Chị Một Mai 130, chị Trang Nguyễn 196, chị Cùi Bắp 196 hai bộ, chị Đức Minh 196, chị Ngân Nguyễn 196, chị Anh Nguyễn 196, chị Trần Thu Hồng 196. Cái này là đẹp xịn sò luôn, cái này là đẹp xịn sò. Trời ơi các chị mình ơi, giọt xương 200 một ảo, 270.000 một bộ, K42. Không đẹp không lấy tiền các chị mình nha. Sang ơi là sang. Chấm bài tương tác giùm chia em. Chia sẻ các chị chấm giúp em Kim Bội các chị mình ơi. 196 chị Nguyễn Trang, 196 chị Lê Thị Tuyết. Đẹp Thuyết. Quá. Nhức nhội chưa? Lùa giọt xương 200 một ảo miễn phí ship ha. 270.000 một bộ. Các chị nào chốt comment cho em, kèm theo chia sẻ like cho em với đi ạ. Tối đấy bạn số nổi quá hả? Các chị mình số nổi với em Kim đi được không ạ? Tất cả con số nổi này cả nhà ơi. 42 các chị mình ơi. Mày được không? 42 các chị mình ơi. Chị đếm ơi. 42 nha các chị ơi, 200 một áo, 270.000 một bộ, kèm cho em miễn phí ship nha các chị mình nha. 42 chị Hồng Hoa, chị Đặng Thị Ngọc Diệp 42, chị Nguyễn Thiện Khiêm 42, chị Phạm Phụng 42, chị Huỳnh Trinh 42, chị Anh Khoa 42, chị Mai Anh cho em xin số điện thoại lên đơn. Chị Anh Nguyễn 42, chị Cùi Bắp OK, chị Hường Lê Thị Bích 42, chị Hường Đào 42, chị Trần Khải 42, chị Lê Thị Xuân Phương 42, chị Lụ Lê 42, chị Đức Minh 42. Chú cha, chị Đức Minh mẫu nào lên cũng chọn nghe. Chị Vân Nguyễn 42, chị Vô Thường 42, à Võ Thường 42, chị Nguyễn Kiều Tiên 42, chị Nguyễn Bình 42, chị Nguyễn Thị Ánh Thuyết 42, chị Liên Hà Kim ạ. Các chị ơi, chia sẻ like cho em Kim đi các chị, chia sẻ like ủng hộ em Kim. Lùa này, chất liệu này là lùa lông vũ 200 một ảo và 270.000 một bộ. Hàng này bao các chị mình mặc luôn ha. Có đồ có giãn nha các chị, rất là thoải mái luôn mà giả ráng rất là mềm. Dù chất liệu mới cỡ nào em Kim cũng không tăng các chị mình một cái đồng nào hết trơn. Dù là hàng độc quyền của em Kim ha, nhập trực tiếp không qua bất cứ một trung gian nào hết nha các chị. Từ khâu thiết kế đến khâu sản xuất em vẫn bán các chị mình một cái giá rất là mềm ha. Nên các chị mình giờ dành cho em Kim những cái lượt chia sẻ ủng hộ em các chị nha. Rồi em dành được con liên em nói được nhiêu đó rồi đó, trả lại cho nó. Đúng rồi nha chị Cam Lê em gọi đó. Chị Yến Vân 42, chị Trần 10 42, chị Nguyễn Bình 42, chị Nguyễn Diệu 42, chị Đinh Thị Hạnh 42, chị Hường Đào 42, chị Thanh Hương Nguyễn 42, chị Thu Sương Trần 42, chị Sước Võ Thị 42, chị Khánh Vân Candy 42, chị Duyên Trường Dương Truyền 42, chị Lê Ngọc Hà 42, chị Nguyễn Thị Phương Ánh cho em xin số điện thoại lên đơn. Chị Võ Thường có 130 rồi chị ơi. Rồi các chị nào K188 cho em giá 200 một ảo, 270.000 một bộ. Em miễn phí ship các chị mình trên toàn quốc, kèm theo chia sẻ like cho em ha. Cái này là lùa lông vũ các chị mình ha. Đây tắt ánh đèn mà thấy cái lông, tắt cái đèn mà thấy cái lông, không là không thấy cái lông được. Mà thấy cái lông không các chị. 42 chị Mai Anh, chị Ngân Kim 42, chị Lê Ngọc Hà 42, chị Thanh Phạm Kim Mặt, chị Nguyễn Oanh có 130. Nhanh tay các chị chia sẻ like cho em. Nhanh các 188 chị Trần Minh Anh, 188 chị Trần Khải. Yeah, 142 là xanh lý nha các chị ơi. 188 chị Đức Minh. Các chị ơi chia sẻ like cho em, sao view nào đừng về hoa về lý. Chia sẻ đi các chị ơi, chia sẻ tăng view cho em nha các chị mình nha.
chia sẻ một ca là sẽ có chương trình giảm giá mạnh mẽ nha các chị mình rồi ơi. Cái màu nó sang, cái kiểu nó là chứ cái này mặc rất là bao dạng các chị mình luôn, bao dạng tôn dạng luôn. Lùa này là lùa vàng mai 200 một ảo, 270.000 một bộ, K179 cho em. Có vài quần tầm nhung không? Dạ có nha. Chị có K18 không? Dạ có luôn. Nhanh tay các chị ơi, nhanh tay. 42 chị Nguyễn Phương Ánh, 42 chị Thuyền Và Biển, chị Uyên Ngô 42, chị Nguyễn Thiện Khiêm 42, 188 chị Xước Võ Thị. Tắt cái đèn là phải cái lông. 42 chị Uyên Ngô có đơn. Mắc cười dễ sợ luôn. Các chị, cái lùa vàng hoa này nó sang lắm luôn à. Nhất là cái vân hoa văn của nó này, các chị mình thấy không? Hoa văn nọ là dạng hoa văn nổi luôn ha. 200 một ảo, 270.000 một bộ. Các chị nào lại thì comment cho em, kèm theo chia sẻ like cho em với nha cả nhà nha. Cả nhà ơi. Ơi. 188 chị. Ok. 188 chị Loan Kim, Kim Loan, chị Hà Minh 188, 179 chị Nguyên Ly, 179 chị Gia Phúc, 179 chị Thu Hà, 179 chị Ly Cam, 179 chị Nhi Nhi, chị Su Ca 179. 179, 179 các chị ơi. Kêu nội hai tắt đèn thấy lông hả? Bảo mang áo dài lai đắt hơn khách hả? Bảo là dài đắt hơn hả? Các chị. Chị Xước Võ Thị 179, chị Trần Thu Hồng 179. Con, cái này là cái lô cũ hay lô mới đó? Rồi ok. Các chị chia sẻ like cho em. Bây giờ em vẫn còn chương trình tri ân cho các chị mình rất là nhiều luôn ha. Lùa lành, lùa mango, các chị mình không có rành chất liệu thì ở những cái chỗ khác, cái shop khác đó có thể bán các chị từ 200 đến 250, 270. Em nói thật. Ở chỗ còn mà chỗ nào mà người ta có ấy đi nữa còn bán các chị mình với giá là 130. Bây giờ nha, kèm theo chia sẻ cho em kim, em kim bạn 100.000 thôi. Lên áo dài, lên đầm, lên đồ bộ, lên sơ mi, lên bà ba, lên bất chấp cho em kim. Chỉ có 100.000 lùa lành, lùa mango K111. Chủ và nhân viên hả? Hô hò dụng tạc nước hả? Chị cẩm vấn 179 chị Đạt Đạt. K111 lùa lành, lùa mango giả chỉ có 100. Hôm nay em lên trễ tới 1 tiếng rồi các chị, cho nên là mấy nhân viên bởi em đều phải có một cái động thái gì đó để cho mình nhanh lên, mình vui lên để mình để các chị mình coi đó, nó không phải giảm giá. Cho nên là các chị mình ơi, chị vui thôi chứ không có gì hết. Tình em Kim chị vui thôi nha. Bán bà bán bãi nha các chị ơi. Rồi ai lại K111, em bạn có 100.000 trong buổi live ngày hôm nay kèm theo chia sẻ. Chị Hà Năng chưa chia sẻ, chị Thi Vũ chưa chia sẻ, chị Trần Hồng chưa chia sẻ, các chị có 100.000 thôi nha. K111. Màu tím Huế, lưu ý màu tím Huế nha cả nhà ơi. Chị Âu Mỹ Liên 111, chị Trần Hồng 111, chị Phương Lê Thanh 111, chị Tam Nông 111, chị Yên Bình 111, chị Trần Minh Anh 111, chị Hằng Minh 111, chị Nhung Sĩ 111, chị Trần Kim Khánh 111, chị Thu Hạ Nắng 111, chị Một Mai 111, chị Trang Nguyễn 111, chị Kim Anh 111, chị Phương Trương cho em xin số điện thoại lên đơn. Chị Lê Phú Dương 111, chị Úc Ngân 111, chị Song Dông Tuy 111, chị Ngọc Linh Trần 111, chị Lan Che 111, chị Anh Đê Nguyễn 111. Một bộ là lấy hai áo giùm em nha các chị ơi. Một bộ là lấy hai áo có 200.000 thôi các chị nha. Chị Phương Trương 111 có đơn, chị Thùy An 111, chị Thùy Vân 111, chị Huỳnh Trinh 111, chị Phan Phụng 111, chị Nga Trần, chị Hoa Kim, chị Vân Phạm, chị Trần Lệ Huyền 111, chị Huỳnh Trinh có đơn rồi, chị Pha Xe 111, chị Vi Vũ, chị Tuyết Lan. Trời ơi, chị Lê Thị Xuân Phương 111, chị Lan Nguyễn, chị Lan Ngô, chị Hoàng Đình Ngọc Quý hai áo, chị Thảnh Nguyễn, chị Tham Lê, chị Diệu Linh Hoàng có đơn. Rồi ai lấy comment đi các chị. Rồi 111 lùa lành, lùa mango, em bạn có 100.000 thôi. Các chị mình hãy cố gắng chia sẻ cho em Kim để review lên 1k để em bạn nhiều sản phẩm rẻ nữa nha. Và tri ân các chị mình nữa các chị. Những cái sản phẩm nào em Kim còn bán rẻ hơn ngoài so với ngoài thị trường thì các chị mình cứ yên tâm nha. Rồi ai lấy comment cho em nha các chị ơi. Yep. Chị Tuyền Hưng 111, chị Dung Nguyễn, chị Hồng Nga, chị Phương Lê Thanh thêm, chị Trần Thị Úc, chị Phan Thị Hồng Mơ, chị Trần Kim Khánh hai áo, chị Thu Tu Hà hai áo, chị Nguyễn Lý 111, chị Như Quỳnh Phan một bộ hai áo, chị còn Tuyết Hương hai áo hết, ba áo hết, còn ba áo hết nha. Chia sẻ like các chị ơi, view chị bao Hành nhiêu Châu 111, chị Hồng Quân 111, 823
Chị Phương Nga Nguyễn 111. Rồi, em lên một màu vào ve chai. Em lên, à quên lộn, màu cổ vịt. Em lên một mẫu màu cổ vịt lùa lành lùa mango. Bây giờ em cần bạn các chị mình với giá chỉ có 100.000 thôi. Các chị ơi, các chị mình chia sẻ cho em Kim với nha. Lên áo dài, lên đầm, lên đồ bộ, lên bất cứ cử cái gì cũng được hết nha các chị. Các chị nào chỗ K91 cho em có 100.000, 100.000 hai mét vải. Nhanh tay cả nhà mình ơi, chia sẻ like cho nhỏ Kim với các chị. Chị Phương Thảo 111, chị Lâm Tố Mỹ 111. Kim mặc là 200, lụa Đông Hưng các chị ơi, miễn phí ship nha. Rồi, ai lấy mẫu này comment cho em. Hết 111 các chị mình ha. Hết 111 các chị nào lấy mẫu này comment cho em. K91 chỉ có 100.000 lùa lành lùa mango. Các chị chỉ cần một chị một chiếc xẻ nữa thôi, view em Kim sẽ lên 1k liền mà luôn á các chị. Em cảm ơn nha. Màu này là màu xanh cổ vịt. Lên áo dài, lên áo sơ mi, lên đầm, lên đồ bồ, lên zoom. Có đồ co giãn thỏa mãi, thẩm hút mồ hôi tới 4 cái chiều luôn các chị. Các chị mình không rành ra ngoài mua cho em là mà 200, 250 nha. Nói thật chị, những cái chỗ nào mà người ta mà có hay khoe của là bạn 250, 300 đó các chị. Chị Trần Phương 1191, chị Hà Giang Điền 91, chị Đinh Hạnh 91, chị Đặng Thị Ngọc Diệp 91, chị Hà Minh 91, chị Ngọc Linh Trần 91, chị Phương Nga Nguyễn, chị Thảo Võ 91, chị Lê Phú Dương 91, chị Mai Tuyết Lý 91, chị Hồng Hương, chị Hồng Hương Nguyễn Kim Mặt 91, chị Lãng Quên, chị Trần Thu Hồng 91, chị Diễm Hằng 91, chị Ban Vũ 91, chị Thinh Châu 91, chị Thu Hạ Nắng 91, chị Hương Nguyễn 91, chị Kim Phượng Nguyễn 91, chị Ngọc Nguyễn 91, chị Thanh Châu 91 có đơn, chị Tulip Hoa 91, 91 chị Trang Nguyễn, chị Song Dông Ki 91, chị Hà Hoàng 91, chị Phan Phụng 91, chị Trần Hồng 91, chị Băng Vũ 91, chị Lan Lê 91, chị Tuyết Lan 91, chị Huỳnh Trinh 91, chị Hương Nguyễn 91, chị Yến Xuân 91, chị Phạm Thị Đan Thanh 91, chị Thoa Kim 91, chị Mỹ Phúc 91, chị Giáng Thu 91, chị Thanh Châu 91, chị Thanh Châu có đơn rồi chị ơi, chị Hoa Mami 91, chị Ngọc Nguyễn 91, chị Mỹ Phẩm 91. Dạ hết 111 các chị ơi. Hết 111 các chị ơi, khách mời nhờ cho em số để lấy đơn cho nhanh nha. Rồi 91 còn 7 chiếc hết nha đây. Trần Hồng có rồi, chị Trần Khải 91, chị Yến Xuân 91, chị Vân Phạm 91, chị Xuất Võ Thị Kim Mặt 91. Chia sẻ like cho em, chia sẻ like cho em. Chị Ngọc Nguyễn 91, chị Lâm Tố Mỹ 91, chị Hoa Mami có rồi. Lùa lành lùa mango mẫu này là cái bông điều rất là dễ thương. Em mời bạn các chị mình và giá rất là mềm, chỉ có 100.000 thôi, đẹp và sang. Cái này hơi ít nha cả nhà, nên nhanh tay giúp em Kim tỷ ha. Nhanh tay chia sẻ cho em cả nhà ơi. Chị Như Quỳnh Phạn Như Quỳnh Phan 91, một bộ là hai áo. Chị Như Tường 91. Rồi em hết 91. Chị Đinh Thị Hạnh 91 là cuối cùng. Chia sẻ like cho em đi à các chị. Bây giờ view chưa lên 900 luôn nha. Ok chị Ngọc Nguyễn nha. Nữa thì thôi mua đây cho rẻ mà vải đẹp nữa, chỉ có 20k thôi. Các chị mua một cái sản phẩm giá từ 180.000 trở lên, dù các chị mình lấy bao nhiêu sản phẩm đi nữa, em Kim của bạn con cũng không nó không thu phí các chị mình luôn nha. Không thu phí chẳng tiếp xào dừa đi chị. Rồi xong màu này em lên chẳng xào dừa. 971 chất liệu là mango, giá chỉ có 100.000. Các chị nào lại comment cho em hết mà bao nhiêu em? 91 rồi các chị ơi. 91 rồi nha, hết 91 rồi cả nhà ơi. 971 chị Mai Tuyết Lý, 971 chị Thủy Quyền, 971 chị Nguyễn Hạnh, chị Thu Trần Hồng 971, chị Một Mai 971, chị Phương Thảo 971, chị Thanh Châu 971, chị Hương Nguyễn 971, chị Thanh Nga 971, chị Nga Nguyễn 971, chị Nga Nguyễn 159 971, chị Trương Kim Phụng 971, chị Trần Phương Kim Mặt, chị Đỗ Tuyết Vân 971. 91 hết rồi các chị ơi. 91 hết rồi các chị. Chị AD Nguyên 971. 971 chị Oanh Dương, chị Thu Hạ Nắng 2 áo 971, chị Vũ Tiến Tú 971, chị Thủy Quyền có rồi. Trang Nguyễn 971, chị Nam Võ 971, chị Thu Trần cho em xin số điện thoại lên đơn. Chị Thu Trần cho số lên đơn chị ơi. Rồi 971 nhanh tay các chị. 971 chị Hoàng Nguyễn, chị Hoàng Thị Thương 971, chị Nguyễn Ân 971, chị Huỳnh Trinh 971, chị Ngọc Dung Nguyễn 971, chị Trần Liễu 971, chị Nguyễn Cô Be 971, chị Diệu An 971, chị Thu Hà Nguyễn Thị 971. Rồi ai lấy nhanh tay các rồi, chị ơi, còn ít thôi. Mẹ con 3 chiếc 971 hết cho các chị. 3 chiếc 971 là hết. Chia sẻ like cho em với nha. Mango tìm hệ chốt cho chị chưa hả?
các chị ơi lưu ý em Ly có đặt tên là chị đã có đơn ha, đưa cho ông ấy tự làm đi, em là có làm gì á, nó không ra nè nha. nó không ra mới bợt bợt á. 971 chị Lan Nguyễn Thị, chị Nguyễn Diệu, 971 chị Thu Trần, 971 có đơn kia mặt chị Lê Thị Linh Nhi. Cái mẫu này bao sáng chảnh lùa lành lùa mango như vậy mà gọi là mango các chị mình ha. 917 giá 100 sao quý cô dễ mến hả, nhận được một áo rất đẹp, cảm ơn chị. Các chị nào lấy mẫu này comment cho em. 917 100 lùa lành lùa mango, nhìn mango bên em Kim này sang xịn sò. Rồi các chị nào lại comment cho em, chỉ có 100.000 một áo 2m. Các chị mình ha, phí ship 20k, trường hợp các chị mình mua giả thì 180.000. Chị nào mua sản phẩm từ 180.000 trở lên em Kim miễn phí ship hoàn toàn, không thu một đồng phí ship nào các chị mình ha. Dù mua 10 sản phẩm hay 20 sản phẩm cũng không thu đồng nào phí ship nha các chị. 97 chị Phạm Thúy, chị Duyên Trần Thị 97. 97 chị Trần Tuyết, chị Thanh Châu 97, chị Đỗ Tuyết Vân 97, chị Hồng Quân 97, chị Trần Trang 97, chị Đỗ Thúy Phạm 97, chị Ngọc Bích Nguyễn 97, chị Hồng Nga 97, chị Phùng Maria 97, chị Nhung Phạm 97, chị Ngọc Linh Trần 97, chị Hà Hoàng 97, chị Hiền Trần 97, chị Kiều Liên 97, chị Trần Thu Hồng 97, chị Hoàng Thị Thương 97, chị Lanh Bùi 97, chị Thi Đoàn 97, chị Trang Lưu Thị Minh 97, chị Vi Ngô 97. Hết em 3m7 các chị, 3m7 160.000. 3m7 160.000 nha các chị. 3m7 160.000. Rồi em lên màu trắng ở sào giữa nha. Màu trắng ở sào giữa này, lùa này là lùa lông vũ. Lùa lông vũ 200 một áo và 270.000 một bộ, rất là đẹp. Các chị mình ơi, giá rất là mềm, một chất liệu mới hoàn toàn luôn. 97 chị Cam Trương, chị Thùy Trang Trần 97 cuối cùng. Rồi em còn 3m7. 3m7 chỉ có 160.000. Rồi sang chẳng chưa, xịn sò chưa. Lùa lông vũ 200 một áo, 270.000 một bộ. K164 lên đầm lên áo dài được sang. Chị Kim lên áo dài lẫn tuổi hả? Dạ rồi, ok chị. Chị Hà Nhiến 3m7 ok, có chị, có đơn. Chia sẻ like cho em với cả nhà ơi, chia sẻ cho em. Bây giờ là Facebook bọt tương tác khủng khiếp và kinh dị luôn, và dùng câu là kinh dị luôn các chị. Cho nên các chị mình tương tác với em nha. K164 200 một áo và 270.000 một bộ. Lùa này là lùa lông vũ, các chị mình mua về các chị mình thấy cái vân của cái lông vũ nó rất là đẹp. Do cái ảnh đèn cho nên giờ tắt đèn là thì kỳ quá. Đó, lông vũ mà đưa lên cái tắt đèn là rất là kỳ nên em không có tắt đèn nữa nha cả nhà nha. Không tắt đèn lông vũ nữa nha. Rồi ai chốt comment liền cho em. Khi mặt chị Linh Nguyễn. Rồi ai chốt K164 comment cho em K164. K164 cả nhà ơi. 200 một áo 270.000 một bộ nha các chị bao mình nha. Xịn sò nha các chị. Bao sang xịn sò. Chị Subi 164. Chị Thiên Kim 164, chị Lan Nguyễn 164. Chị Nguyễn Ân 164, chị Nini 164, chị Tú Trương 164, chị Nguyễn Ân có đơn rồi chị. Chị Ngọc Dung Nguyễn 164. Chị Ly Cam 164, chị An Nguyễn 164, chị Thùy Dương Nguyễn 164. Chị Thu Huyền 164, chị Su Ca 164. Bảo con qua đây đi, đừng để làm cho nó ở bớt đi cái điểm đó, lo dùng lên nồi lôi lôi như thế nào. Chị nào 164 là mình nhanh tay các chị. Rồi cái này là thôi đẹp xỉu nè. Cái này là chiều có quay cái clip đúng không cái nhà. Màu này là màu xám xanh, vô cùng sang chảnh luôn. Lùa này là lùa vàng mai. Lùa vàng mai 200 một áo, 270.000 một bộ. Lên đầm lên áo dài cái gì cũng đẹp cả nhà nha. Hết 97. Em hết 97 nha các chị yêu mình ơi. Cũng sao giữ đi. Dạ rồi ok. Đừng tắt đèn nữa hả. Để rửa cho coi cho rò cải lung. Bỏ tay. Lên tiệm sao giữ. 164 chị Lan Nguyễn. Rồi em thấy rồi, em thấy rồi. Cái màu bồ tiệm hồi này em quên. Thì mình thánh thảo chứ em là chị mặc bồ đồ tiệm là em thấy là chị thích tiệm rồi đó. Ai để ca 66 trời ơi. Cái này là xuất sắc bà con cô bạc ơi. Áo dài Kim ơi. Nhanh tay các chị. Nhanh tay đi các chị ơi. K66 ai lấy khen giùm nha các chị mình nha. K66 cho em 200 một áo, 270.000 một bộ kèm nhanh cho em miễn phí ship nha. Chị. Cái này là đẹp sang lắm luôn. Lên đầm lên áo dài đều đẹp ha. Lùa này là lùa vàng mai. Vàng mai em là tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Quay sơ thôi là các chị mình thấy. K66 bảo là đẹp lắm ở trong live.
K66, chị My Duyên Cao, chị Thanh Châu K66, chị Mariana K66, chị Nguyễn Hồng Vân K66, chị Thi Lê Thi K66, chị Nga Nguyễn K66, chị Thủy Quyền K66, chị Ngọc Dung Nguyễn K66. Chị My Duyên Cao có đơn rồi chị ơi, chị Ly Cam K66, chị Su K66. Trời ơi nó đẹp lắm các chị ơi, cái mảnh hàng của em kim mềm vừa rù vừa đẹp ha. Người ta cái chất liệu mới đó, người ta sẽ bảo các chị mình vào giá là 350, 370. Xin thưa là như vậy, em kim bảo các chị mình vẫn 200.000. Mà còn miệng thịt xịp các chị mình luôn, tại sao lại không mua nè. Chị Trúc Bùi K66, chị Thủy Quyền K66 có đơn, chị Gia Phúc K66. Ok chị Đặng Hiền nha, có comment bộ là có đơn rồi các chị mình nha. Mẫu này là lùa lông phủ các chị, cái này đẹp. Cái này phải nói là trên cả tuyệt vời, mẫu này bảo cho em Kim nha. Mẫu này bảo, chị nhận bài rồi đẹp. Dạ em cảm ơn chị Ngọc nha, chị Bích Chu Thị Ngọc. Ôi trời ơi đẹp quá. Cái này là phải bảo cho em Kim, 270.000 một bộ. Trời ơi sang K55 xịn sò sang chảnh, giả bao mềm. Chị nào chuột mẫu này cho em một chia sẻ luôn ha. K66 chị Trần 10, chị An Nguyễn K66. Ai lấy comment đi các chị mình ơi. K55 màu tiệm Huế, giả chỉ có 200 một ảo, 270.000 một bộ, miền phịt xịt các chị mình trên toàn quốc. Chị nào lấy thì mình nhanh tay. Ngồi mà nghe chị đọc cái comment là của em mà cười hả? Thì bể bụng. Chị Hoa Hồng Gai K66 có đơn. Rồi nhanh tay lùa lông phủ chỉ có 200 một ảo và 270.000 một bộ. Màu tím này không bảo là uổng nha cả nhà ơi. K55 chị Tuyết Hồng, chị Huỳnh Trinh K55, chị Phan Phụng K55, chị Lương Thị Vân K55. Ai lấy bộ comment cho em bộ nha các chị mình ơi. Ai lấy bộ comment cho em bộ. Chị Trần Nhung K55, chị Sước Võ Thị K55, chị Nguyễn Thanh Thảo K55, chị Yên Bình K55, chị Oanh Dương K55, chị Anh Nguyễn K55, chị Thị Lê Thị K55, chị Huỳnh Tuyết K55, chị Nga Nguyễn 159 K55, chị Nhàn Trương K55, chị Lan Nguyễn K55, chị Nguyệt Lương K55. Nhanh tay đi các chị ơi. Lùa sò hai da. Lùa sò hai da, giá chỉ có một ảo 200 một bộ là 270.000. Cái này là lập thể nha cả nhà. Cái này là cái hàng này bao xịn sò đó. Em nói thật các chị mình là bao xịn sò mặt sướng vô cùng. Ui cái này đẹp quá rồi, lập thể vẫn lại cái này được chỗ cái chimô. 270 một bộ K68 các chị ơi. K55 chị Nguyễn Hải, chị Châu Châu K55, chị Lan Nguyễn Thị K55, chị Phan Thị Thiên K55, chị Hoàng Nguyễn K55, chị Trương Thị Hà K55, chị My Hạnh Trần K55, chị Trịnh Tím K55. Rồi các chị nào chuột mẫu này K68, lùa sò hai da, đẹp chưa? Các chị mình nhìn đây nè. Các chị nào comment cho em mà kèm theo bộ mắc vô có tiệm Huế không Kim? Trời ơi. Có tiệm Huế chỗ các chị nào còn cả đây nè, chị nào mà nói nè, còn cả duy nhất. Chị Hoàng Anh Huỳnh K55. Ok chị Bích Phượng nha. K55 chị Kim Hiền Đỗ Thị. K68 đi các chị yêu mình ơi. Lùa sò hai da, cái mình hàng này em bao các chị mình mặc ha. Lùa sò đập người ta đánh giá rất là khổ cao mà của em Kim là hai da luôn. Để bỏ giùm chị ơi. Cái vân nọ nội ghi giá vô 100.000. Ngọc Dũng như mà gắn vào để các chị nha, Dũng như mà gắn vào mà em bạn 200. Đó, cái màu đó kìa. Cái màu đó hot đó, cái màu cục có tay con đó nữa rồi. Cái màu cái cặp màu xám đó, đó. Ủa cái màu này đó có, cái đâu lô hàng này. À có để là bò phủi quần với là nước cô luôn cũng được. Rồi được rồi, phủi quần với nước cô. Chị Hoàng Anh Huỳnh K55, chị Kim Hiền Đỗ Thị K55, K68, chị Trần Thanh Thảo, chị Xuân Lan K68, chị Dinh Chu Nguyễn K55, chị Nguyễn Que K68, chị Ly Nguyễn K55, chị Hồng Hoa K68, chị Nguyễn Ngọc Mai K68, chị Nga Nguyễn K68. Chị ơi, đang ở trong live chia sẻ giúp em vợ đi ạ. Chị My Duyên Cao K68, chị Minh Nam Huỳnh K68, chị Phương Thủy K68, chị Hoa Hồng Gai K55. Chị Hương Đào K68. Lùa này là lùa giọt xương, 200 một ảo, 270.000 một bộ, bao sang chảnh luôn. Cái quần nó phủ theo cái nhụy hoa luôn, nó chơi kiểu chưa? Các chị mình thấy đỉnh của đỉnh không ạ? Đỉnh của đỉnh nha cả nhà. K141, 200 một ảo, 270.000 một bộ. Các chị nào lại thì mình nhanh luôn và liền cả nhà ơi. Xuất sắc chưa? Xuất sắc. Nhanh tay các chị. 66 rồi nè. K141, 200 một ảo và 270.000 một bộ. Em miễn phí cả nhà trên toàn quốc. Và
tan 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 giọt xương hang mới có đỏ đô không phim ơi, để em coi để em không có nhớ luôn cả nhà. Chị Phương Cao K68, chị Thùy Trang K55, K68 chị Đinh Thị Kim Tuyến. K141 chị Thanh Châu, K68 chị Anh Nguyễn, chị Ánh Hoàng K141. K141 chị Thanh Châu, chị Huỳnh Trinh K141, chị Anna Vũ K141. K68 chị Liên Nguyễn. Lùa lông vũ 200 một áo 270.000 một bộ K176 cho em. Lùa lông vũ các chị mình ơi. K68 chị Trần Phương, K141 chị Tania Nguyên, K141 chị Thùy Đặng, chị Nguyễn Vơ Hồng Vân K141, chị Vân Ninh K141, chị Thi Lê Thi K141, chị Hồng Hoa K141, chị Nguyễn Ân ba áo K141. Cái vân của nó rất là đẹp, không cả đèn sáng quả nó không lên được vân rồi, các chị nào lại comment cho em ha. K176 lùa lông vũ 200 một áo 270.000 một bộ. Chất liệu này nè các chị, lên áo dài, lên đầm, lên gì cũng được ha. Các chị mình ha, rất là đẹp luôn. Rồi ai lại nhanh tay mẫu này. Chị Dung Nguyễn K68, chị Nguyễn Hải K141, chị Kim Thoa K141, chị Phương Mai Lương K141. Ai nhanh tay cướp bàn tay em. Lùa lông vũ, cái bông điều rất là sang. Chị Kim ơi, có màu xanh cổ vịt không hả? Màu xanh cổ vịt like qua rồi. Rồi ai nhanh tay 176, 176 cả nhà. Bồ thì nhớ comment cho em bồ nha cả nhà nha. Dạ vô K176, K176 đi các chị ơi. K68 chị Thảo Đặng, K141 chị Rụy Mừng, chị Nguyễn Cô Be K141. K141 chị Ái Vân Nguyễn Thị, chị Lê Ngọc Hà K141, chị Hồng Gắm K141. K141 chị Vicky On, chị Thanh Châu K176. K176 chị Ly Cam, K176 chị Tú Nguyễn. Chị nào K176 được comment cho em. Các chị mình đang ở trong live đó các chị mình chia sẻ live giùm em với nha các chị ha. Em lên một mẫu chiếc lá Ly ơi. Chiếc lá mùa đông nha các chị mình ơi. Như cái máy từ đồng vậy đó. Nếu lên chiếc lá là nó sẽ hạt chiếc lá mùa đông lên các chị. K81 200 một áo 270.000 một bộ. K81. Lùa này là chất liệu lùa lông vũ, mình hàng mềm rũ mịn. Màu vàng quần đỏ đi chị Kim ơi. Màu vàng quần đỏ. Rồi em thấy rồi. Đợi xíu hả chị. Rồi các chị nào chỗ cầu K81 màu chiếc lá bao đẹp bao sang 200 một áo 270.000 một bộ. Em miễn phí cho các chị mình trên toàn quốc luôn ha. Các chị nào chỗ cầm mấy cho em cả nhà ơi, nhanh tay. K81 giùm em đi các chị mình ơi. Ai lấy bộ comment bộ nha các chị mình nha. 200 một áo 270 một bộ. Quá đẹp quá sang luôn. Rồi mấy ngày nữa các chị mình hỏi em cái măng gồ màu vàng rất là nhiều luôn ha. Măng gồ màu vàng co giãn bụng chiều view bây giờ tụt xuống rồi, buồn ơi là buồn. Cho nên là lên một cái sản phẩm này để chia sẻ lại view lại các chị. Đây. Lùa lành lùa măng gồ 100.000 một áo 2m kèm theo chia sẻ cho em. Chị nào không chia sẻ không có chốt, nó thật lòng luôn. Màu vàng này chắc chị mình hỏi mấy hôm nay rất là nhiều. Dạ này là rất là mềm, lên áo dài, lên sơ mi, lên đầm đều được ha các chị. Các chị nào lại K157 cho em ha. K81 chị Thanh Châu, K81 chị Nguyễn Lài, chị Hoài Thanh K81, chị Anna Vũ K141, 81 chị Lê Ngọc Hà, chị Trần Phương 81, chị Lan Phương 81. Rồi lùa lành lùa băng gồ hôm nay em bạn 100.000 2m, các chị nào chuột thì mình nhanh tay. Số lượng có giới hạn, kèm theo chia sẻ. Chị Thanh Châu chưa chia sẻ, chị Phương Hà Linh chưa chia sẻ nè các chị. Không chuột được. Cái giá này là phải chia sẻ mà chuột được. Các chị mình đi chuột hạt mua không biết người ta bán các chị mình 300 cũng có, 270.000 cũng có, mà 250 cũng có. Nói thật, vì cái hàng rất là xịn sò, có dạng luôn bụng chiều nha các chị. Chia sẻ một lần lên ảo dài kim đi rồi chuột em ơi. Các chị ơi, chia sẻ cho em đi để em chuột nè. Chia sẻ đi em chuột cho nhanh. K157 giá 100.000 2m măng gồ. Trời ơi, cả con ơi. Ơi. Đâu hết rồi, trời ơi, sao con mà. Sao con ơi, con phạt. Vậy rồi, hai đứa nó phạt nó rồi. 157, 157 nha các chị ơi. Nó đang còn tập việc chịu mà nghe từ phạt nó tỉnh ngủ. K176 chị Thanh Nga.
Rồi dạ 100.000 K 157 100. Các chị nào chuột comment cho em ha, K 157. Chị Thanh Nga, chị Diễm Hoàng là 157 hai áo, chị Huỳnh Trinh 157, chị Tuyết Võ 157, chị Xuân Thấm Nguyễn 157. Chị Đào My Diệu 157, chị Lan Ngọc Nguyễn 157, chị Trương Hà Linh 157, chị Thanh Châu 157, chị Nguyễn Trinh 157, chị Hồng Liên 157, chị Mai Hồng 157, chị Hồng Quân 157, chị Lê Nguyên 157, chị Đoàn Hoàng Thoại 157. Dạ cắt 2 mét hết rồi các chị ơi. Thái mẹ, các chị nào lại bù lại hai ảo đấy các chị. Bù lại hai ảo mấy cái con rồng mặc cái cửa ha. 157 chị Phương Nga Nguyễn, 157 chị Nguyễn Đào, 157 chị Nguyên Huỳnh, chị Huỳnh Thiền 157, chị Khôi Anh 157, chị Nam Ami 157, chị Kim Phượng Nguyễn 157, chị Thi Lê Thi 157, chị Phương Thảo 157, chị Châu Pha 157, chị Thấm Lê 157, 157 chị Huỳnh Trinh có đơn rồi, 157 chị Tiên Nguyễn, chị Phạm Thúy 157, chị Nguyễn Hiền 141, 157 chị Trần Thanh Thảo, 157 chị Lưu Bích Ngọc, chị Nguyễn Đào 157, chị Hà Giang Điền 157, 157 chị Nguyễn Cung Đàn. Nhanh tay đi các chị ơi, 100. Cái màu vàng này em nè các chị mình nha, bao đẹp bao sang, lên sơ mi, lên ao dài, lên đồ bồ, lên đầm đều được ha. 2 mét 100.000, một khúc như vậy 100.000 thôi các chị. Mua một cái sản phẩm này đẹp không biết bao nhiêu mà nổi ha. Mình hàng này mặc bao sượng, bao đẹp luôn nha. Các chị nào đợi mình nhanh tay. 157 chị Kim Oanh, chị Nhung Nguyễn 157, chị Song Dung Kỳ 157, chị Nguyễn Ân 157. Lùa lanh lùa mắng vô 100, nhanh tay cả nhà ơi. Chia sẻ like cho em nha. Chị Biển Hát 157, chị Lan Ngọc Nguyễn 157 thêm có đơn. Rồi các chị nào lại bao nhiêu nữa đi ạ? 157 chị Nguyễn Hồng Ân. Tiếp 20k nha các chị ơi. 157 chị Yến Linh. Rồi 157 dạ chị có 100.000 nha các chị. Ai lại comment cho em? Chị Kim Oanh thêm 157. Rồi ơi, dạ Kim Mặc 200 lụa Đông Hưng miễn phí ship. Kim Mặc 200 lụa Đông Hưng miễn phí ship. Các chị nào lại comment cho em? 157 chị có 100. Rồi, ai chuột mà comment, con bị bậy cả nữa hết nha. Ai chuột mà comment, ai nữa nhanh lên cho chị đào đu luôn. Chị Dung Ly 2 áo 157. Quá đẹp, quá xuất sắc, một bộ áo dài có 200.000. Một cái áo dài có 100.000. 157 chị Thuyền và Biển. 157 chị Tô Vân Nguyễn. Ai nữa nè. Màu nào cũng đẹp nha các chị ơi. Màu nào cũng sang, màu nào cũng đẹp và giả là bèo dèo như con mèo. À, cái bao con đâu ta, bao con tổ cầm. Dạ, tím Huế em hết rồi các chị ơi. Bao bon sổ cẩm đó, để cô lên cho bao bon sổ cẩm ha. Các chị mình chọn hàng kỹ không xả hàng. Dạ này mà xả hàng nữa là coi như khóc thành một trần sung nha các chị nha. Lên màu trắng xào giữa rồi, ok. Ok, bỏ cái bàn này ra cho cô. 157 chị Nhi Yến. Lùa này là lùa lông vũ 200 một ảo, 270.000 một bộ. Em miễn phí ship các chị mình trên toàn quốc. Các chị mình mua 5-7 cái rồi mà giá dự 180.000 rồi. Giờ mua một cái sản phẩm này nữa là coi như còn miễn phí ship luôn các chị mình nha. Chị Thiên Hoàng, Hoàng Thiên 157, chị Hương Kim 157, chị Vạn Lu 157 2 áo, ok chị. Rồi, đây đẹp chưa? Lùa lông vũ 200 một ảo, 270.000 một bộ. Em miễn phí ship các chị mình trên toàn quốc. Các chị nào ơi, tỉ môn trên xào đi em. Tỉ môn trên xào đâu ta? Dạ rồi, ok. Cái màu nào em có đăng cái clip á. K109 lùa lông vũ nha cả nhà. Lùa lông vũ 200 một ảo, 270.000 một bộ. Hôm nay nhận được vải rồi em Kim, đẹp lắm nghe. Dạ em cảm ơn chị Nhân Đỗ nha. K109 200 một ảo, 270.000 một bộ. Em miễn các chị phí ship trên toàn quốc. Cái mẫu này dễ thương vô cùng. Lên áo dài lên đầm cho em. Số lượng có giới hạn nha cả nhà nha. Số lượng. Trời ơi cái lông này. Để cái lông không? Để cái lông không? Giặt áo tìm lông hả? Các chị ơi nhanh tay giùm em nha. K109 nha các chị ơi. Chị Trinh Trần Kim Mặt K109, chị Phương Đu Ra, chị Lê Phẩm K109, chị Vân Ninh K109, chị Huỳnh Trinh K109, chị Tống Liên K109, chị Lan Nguyễn K109. Nhanh lên các chị ơi, 109. 109, 109 nha các chị ơi. 200.000 em miễn phí ship luôn. Đẹp lắm luôn á. Lùa này lùa mở người ta bạn các chị mình 350, 370 em còn bạn các chị mình 200. 109 chị Thu Hiền, chị Nhật Nguyệt 109, chị Ly K109, chị Vũ Thắm 109, chị Su K109, chị Nhi Nhi 109, chị Vân Nguyễn 109. Dạ ngày mai nhân viên gọi nha các chị mình ơi. Rồi. Mẫu này chất liệu lùa này là lùa vàng mai. Vàng mai 200 một ảo, 270.000 một bộ. Em miễn phí ship các chị mình trên toàn quốc.
chất mời em và cái bạn cái dạ rất là đẹp. K04 chị Thùy Dung, chị Thư Dương, K109. Sang chưa? Rồi, chốt luôn các chị. K34 cho em, K34 200 một ảo, 270.000 một bộ. Nhanh tay lên bà con ơi. Hai bộ thì nhớ comment cho em từ bộ nha. Bộ thì comment cho em một từ bộ. Ôi ơi, nhìn nè cả nhà. Lên cho em cái đầm cũng sang, lên cho em là cái ao dài cũng sang. Các chị mình thấy cái vân của nó sang không ạ? Nhìn rất là mềm mại uyển chuyển nha. Mềm mại uyển chuyển vô cùng. K134 nhanh tay bà con ơi, chẳng thể kể bên đi Kim ơi, chẳng kể bên em lên luôn ok. K109 chị Chu Hoàng Văn. K34 các chị ơi, ôi chào. Tối nay Kim lên lông không à? Tối nay Kim lên lông không à? Đúng mà lông sang lông chạnh nha các chị. Lông sang lông chạnh. Em nhận hàng rồi bà đẹp lắm chị. Cảm ơn chị Bảo Hân. K34 đi các chị mình ơi. Rồi nhanh tay nhanh tay. Trời ơi cái mẫu này em có like trực tiếp rồi mà bà con. K34 đi các chị. Trời ơi cái mẫu này chịu nổi không? Không dặn nhìn Kim nữa. Nhìn Kim là hết tiền. 34 chị Hải Bùi, chị Hồng Hoa 34, chị Liên Thiên 34, chị Nhi Nhi 34. Bạn muốn phá trò rất là vui và em cảm ơn. Vàng kết chào đi Kim, vàng kết chào. Dạ rồi em lên cái chạm rồi xong em lên cái vàng. Các chị ơi, nhanh tay bà con ơi. Trời ơi, nó đẹp như ri đây à các chị. Lên à, ít cả màu nữa, sao để em lên một cái màu von giảm giá cho các chị mình ha. Và em lên măng gồ vải màu giảm giá nữa luôn, vô cho tờ bên. Sang không? Nhìn nó sang chưa? Cái này mà cái bạn này lấy đạo dài học là em nói tuyệt phẩm luôn. Em nói thật các chị mình là không có từ gì này về này nọ luôn nha. Áo dài học sinh. Tỷ là em mà lấy áo dài học sinh cho các chị mình. Ok. Vỡ nờ về em Kim. Chị Hải buồn. K120 dạ 200 một ảo và 270.000 một bộ. Em miễn phí ship các chị mình trên toàn quốc. Vàng có bộ lẻ đỏ Kim. Vàng có bộ lẻ. À cái vàng ở giữa hả chị Trân Phương. K120. Cái này máy vẫy máy đâm được nè các chị. 200 một áo 270.000 một bộ nha các chị mình ơi. 200 một áo 270.000 một bộ. Lùa này là lùa và vàng mai rất là sang chảnh luôn ha. Đẹp lắm cả nhà. Cực phẩm luôn. Nhanh tay đi các chị. Đẹp nhức nhội luôn. Chị Huỳnh Hiền. Rồi nhanh tay, rồi trời ơi, nhanh bà con cô bác ơi, sang chưa? Rồi nhanh, hôm nay cũng điều nhiều vậy. Chị Hồng Nguyễn Kim mà. Gửi đơn em cũng điều nữa nha. K120 đi các chị ơi, một áo em la chỉ có 200 thôi nha các chị nha. Điều đẹp quá, lùa lá tinh đi. K120 chị Nhật Nguyệt, K120 chị Ly Cam, chị Thu Huyền K120. K120 chị Ly Nguyễn. Nhất lá này là lùa thường uyển 180.000 một ảo và 250.000 một bộ. Em Kim vẫn miệng thì xỉn các chị mình luôn nha. Lùa thường uyển. Ai mặc thường uyển biết rồi đúng không cả nhà. Mình hàng là rất mềm mà rất mát. 250.000 một bộ, 180.000 một ảo. K120 chị Thu Hà, chị Trần Thu Hà K120, chị Vân Nguyễn K120, K09 chị Quế Anh ok chị nè. Màu trắng vừa cầm có vài trò trơn không có đây. Em sẽ lên liền cái bài màu trơn màu trắng nha. Nhưng các chị ơi chia sẻ đi để em lên bài trơn màu trắng này. K161 giả là 180.000 một ảo và 250.000 một bộ. Lùa thường huyện mặt bao mát nha. Nhanh tay các chị ơi. Trời ơi. 120 chị Vũ Thắm, 120 chị Nguyễn Ân, chị Trần Phương 161, chị Trang Nguyễn 161. Thượng Nguyễn em like chỉ có 180 thôi các chị ơi. 180 một ảo miễn phí 30k là còn có 150.000 các chị nhé. Còn có 150.000. Rồi ai lại comment cho em. K18 chị Loan Huỳnh, K161 chị Nguyễn Loan, K161 chị Nguyễn Oanh, chị Nhi Nhi K161, chị Mai Lan K161, K161, chị Linh Nguyễn K161. Hello người đẹp Bạch Yến, nãy giờ đi đâu, nãy giờ đi đâu. Rồi K161 nha các chị. K161 chị Nguyễn Hải. Màu vàng. Chị Nguyễn Nguyệt Đoàn K161. Bông nhí xào dưới. Nãy
bông nhí xào dưới. 161 chị Võ Thường. Ok chị Trần Phương 161. K34 chị Thu Nguyễn. Bông dị xào dưới chất liệu này là chất liệu lùa lông vũ các chị nha. 200 một ảo 270.000 một bộ. 200 một ảo 270.000 một bộ, đẹp nhất nắp. Đẹp nhất nắp. Chị Tống Liên 109 có đơn. 161 chị Nguyễn Tuyết. Mới ngủ dậy. Con gái này đi hả? Rồi. Các chị nhắn tay em lên sản phẩm giảm giá các chị mình nữa nha. K156 đẹp vô cùng, 200 một ảo và 270.000 một bộ. Lùa lông vũ cái màu này thôi rồi tay lắm nha. 66 à. Nha. Ai bộ comment cho em bộ. 66. Nhanh bà con ơi, cô em lên cái chất liệu khác đây. Chị Thanh Hồng 66, chị Nhung Nguyễn K109, chị Vũ Linh Nguyễn Vũ Ngọc Linh 161, K141 chị Hải Hà. Bây giờ em lên lùa vàng anh. Mẫu cũng là chiếc lạ mà lùa vàng anh. Giá của nó là 260 nha. 260.000. 260.000 vàng các chị mình còn 150.000. Các chị nào lại mẫu đây comment cho em K189 150. K189 150 xong cây này lên một cái von, sau đó lên mango màu giảm luôn. Rồi nhanh tay bà con. 150 K189 lùa lạnh là lùa mango. Lùa lạnh là lùa mango các chế ơi. Đang lùa lạnh lùa mango. À quên, lùa vàng anh. Lùa vàng anh. K189 là lùa vàng anh 150 quên. Mặc bao mát, bao mềm, bao mềm. K189 nha các chị ơi, 150k nha các chị mình nha. Lụa này là lụa vàng anh. Vàng ảnh, vàng anh. K189 chị Hoa Đồng Tiền, chị Trần Tình K189, chị Xuân Nguyễn K189, chị Nhật Nguyệt K189, chị Tuyết Trần Thị cho em xin số điện thoại lên đơn. Chị Tuyết Trần Thị cho số lên đơn. K49 màu này là màu tím cẩm, lụa lành lụa mango, giá từ 130 trở lên. Bây giờ em giảm còn 100. Chị nào mà đi mấy cái shop khác giờ người ta bán các chị mình 200 250, không biết thì cái chất này nó rất là xịn sò nha. Em bạn 100 một like hôm nay K49. K189 chị Kim Oanh, chị Thanh Lâm K189, chị Hằng Nguyễn K189, chị Trần Phương K189. K49 giá 100.000. Nhanh tay nha các chị, kèm theo chia sẻ đùa lành đùa mango K49. Trời ơi màu tím cẩm. K189 chị Vũ Ngọc Linh, chị Tô Văn Nguyễn K189. Rồi á để K49 comment cho em. K con lại cái màu đặt lên đi không có like. Chị Trang Nguyễn K189. Rồi, K49 lùa lành lùa mango 100. Các chị nào lại mình nhanh tay kèm theo chia sẻ cho em nha cả nhà ơi. Hôm nay em tìm vô triệu luôn, 1 tiếng đồng hồ các chị. Vô triệu 1 tiếng đồng hồ. K189 chị Tuyết Trần Thị, K49 chị Đoàn Hoàng Thoại. Chị Mẫn Thanh 49. Chị Hồng. Đọc lại nè. Chị Đoàn Hoàng Thoại 49, chị Mẫn Thanh 49, chị Hồng Quân 49, chị Linh Ngọc, Linh Trần Ngọc 49, chị Nga Nguyễn 49, chị Nguyễn Diễm 49, chị Xuân Nguyễn 49, chị Đào Mỹ Diệu 49, chị Ngọc Nữ Đỗ 49, chị Hà Giang Điền Hai Áo 49. Chị Khôi Anh 49, chị Cam Lê 49, chị Phương Nguyễn 189. Chị Nguyễn Trang 149. Chị Trần Thị Liễu 49. Chị Nguyễn Lai 49. Chị Hạnh Hạnh 49, chị Linh Trần 49, chị Thiên Thanh 49, chị Thủy Dung 49, chị Xanh Nguyễn 49, chị Nguyễn Bước 49, chị Phạm Thị Đan Thanh 49, chị Thân Trương 49, 49 chị Kim Thoa, chị Mỹ Phẩm 49, chị Vũ Ngọc Linh 49, chị Yến Xuân 49, 4 mét lấy 2 áo nha chị Hiền Vũ ơi, chị Ngọc Ánh Tăng 49, chị Nguyễn Hải 49, chị Cô Ba 189. Còn 2 ảo hết nha, 3 ảo hết nha. Chị Trần Trang 49. 49 chị Nguyễn, chị Khánh Khánh Trinh 2 áo, chị nhà xe Bảo Phúc 49. Chị rồi. Hệ thống thông báo là em hết 49. Rồi hết 49 các chị, hết 49 nha các chị. 907 lùa lành lùa mango 100, hết 49 các chị ha. 907 lùa lành lùa mango 100, các chị nào chốt comment cho em 97 nha. Lùa lành lùa mango 100 áo kết mặc lùa gì? Em kết mặc lùa thân thân 200. 907 lùa lành lùa mango 100. Các chị. Áo các chị bán vải áo dài nha các chị ơi. Em bán vải áo dài nha các chị nha. Đẹp vô cùng mà có 100.000.
907 lùa lành lùa mango 100. Các chị nào chỗ comment cho em ha, chia sẻ like cho em nha các chị. Đẹp chưa? Cái nền màu xanh mà cái hoa này tôi mút ngàn. Ảo kim bao nhiêu? Ảo kim mặt 200 miễn phí ship. Kim mặt 200 miễn phí ship nha cả nhà ơi. 907 giùm em nha các chị nha, 100 thôi các chị. Mango đẹp lắm. Còn 8 chiếc duy nhất. Có 8 chiếc duy nhất nha. 907 chị Ngọc Bích, chị Thu Hà Nắng 907 hai áo. Em bán vải nha các chị ơi. Chị Chính Trần 907, chị Kim Hiền 907. Rồi cái này sang nữa mà ít. Cái này sang mà ít nha các chị. Lùa lành lùa mango 100. Ai lấy màu này comment cho em là 810. Chị Nguyễn Diễm 907, chị Nguyễn Hồng Ân 907, chị My Y Vũ 907, chị Vui Nguyễn 907 là em hết. Kim mặt là giá 200 miền phí ship các chị. Em kim mặt luôn luôn có hàng. Những mẫu nào kim mặt cũng đều luôn luôn là có hàng hết các chị mình ha. 810 lùa lành lùa mango 100.000. Các chị nào chỗ comment cho em. Nhanh tay cả nhà ơi. Hàng thì đẹp mà giá thì mềm, quá đẹp và quá rẻ luôn. Ai lại comment cho em. Rồi 810 810 mango. Cái này thì thôi ơi, khi mà có mango cái bông như thế này ha, đó màu tím con không hết rồi các chị. Chị Ngọc Mai 810, chị Xuân Nguyễn 810, chị Hoa Nở Về Đêm 810, chị Thiên Thanh 810, chị Huỳnh Hiền 810, chị Kim Oanh 810, chị Hằng Nguyễn 810. Dạ có, đọc tên mới có đơn nha các chị ơi. Chị nào tạm một không là mình nhanh tay các chị ơi. Số lượng có giới hạn. Cái mẫu này là đẹp, vô cùng đẹp nha. Lưu ý cho em, có đọc tên thì có đơn, không đọc tên là hết nha các chị. 810 chị Diệu Toàn, chị Thu Ngân 810, chị Loan Trần 810. Rồi tạm 10 100 100. Ai tạm 10 là comment cho em. 810 chị Lam Nguyễn. Đẹp ha. Rồi tạm 10. Các chị mình cũng có một cái sản phẩm của nó, có một sản phẩm từ 80.000 trở lên là mình xịt rồi ha. Còn dưới 180.000 thì một cái đơn hàng của các chị em cũng có cùng 20k thôi, chứ không phải là với các chỗ khác phụ thu thì phải xịt từng sản phẩm đó các chị. Rồi tiếp nha. Chị Bích Thủy 810. Rồi ai lấy comment đi các chị ơi. 810 810. Còn mấy chị ta hết rồi nè. Rồi hết. Lấy một màu mango này, u cái màu này là thôi rồi lượm ơi. 810 chị chịu dần. Còn lắm. Màu này là màu gì? Suốt, hồng suốt. Trời ơi các chị ơi, cái hồng ruốc này nè. Hồng ruốc này đỉnh của đỉnh. Chị Hồng Thu 810. Cái đơn tội hôm qua là chưa chuột đó các chị. Đơn tội hôm qua là chưa chuột đó. Cái hồng ruốc này là thôi rồi. Lên áo dài, lên đầm, lên đồ bồ, lên cung, lên áo sơ mi, lên áo bà ba, lên áo kiều. Cái gì cũng được, cái cỡ gì cũng được. Khi mình hàng thì mặc bao sữa. K165 100.000 nha các chị. Có chị Kim lai hao tiền quá. Có chị Kim lai hao tiền quá mà mặc đẹp quá phải không cả nhà. Coi rất là hao tiền nhưng mặc rất là đẹp. Được chưa các chị ha. Rồi ai lấy cái này mình nhanh tay chứ hết. Cá bụng mình nhận gì chứ. Rồi ai lấy màu này hồng ruốc chỉ có 100.000. Nhớ là kèm theo chia sẻ mà chốt được, không chia sẻ không chốt nha các chị. K165 100 cả nhà ơi. Ai ơi luôn em. Chị Lão Thư K165 hai áo. Chị Đào My Diệu K165. Chị Trang Nguyễn K165. Chị Hồng Quân K165, chị Trần Trang K165, chị Hoàng Hiếu K165, chị Thùy Dung K165, chị Nguyễn Bước K165, chị Xuân Nguyễn K165, chị Huỳnh Trinh có rồi nè, chị Nguyễn Trang K165, chị Lão Thư có rồi, chị Mỹ Phẩm K165, chị Xanh Nguyễn K165, chị Phương Thảo K165, chị Yên Bình Nguyễn K165, chị Nguyễn Lài K165, chị Trần Kim Khánh hai áo K165, chị Mai Đặng Thiên Trang K165, 810 chị Hoàng Anh Huỳnh, chị Trinh Trần 165, chị Hà Giang Điền 165. 165 chị Lão Thư có rồi, chị Nguyễn Hồng Vân 165, chị Cẩm Tú Nguyễn 165, chị Khôi Anh 165, chị Đà Giao Hồ 165, chị Lại Mừng 165, chị Hồ Thu Thủy 165, chị Tiên Nguyễn 165, chị Thu Hạ Nắng hai áo 165, chị Hướng Lâm 165, chị Như Mai 165, chị Trang Lê 165, chị Đỗ Thị Nhung 165, chị Loan Lê 165,
chị Hà Giang Điền có rồi nè, chị Liên Nguyễn 165, chị Hồng Sơn 165. Dạ mango nha các chị ơi. Nét tay các chị ơi. Nét tay. 165 chị Mai Hà Thanh Phương hai áo. Chị Tuyết Võ 165, chị Hoa Nguyễn 165. Chị Đào Mỹ Diệu thêm 165, chị Bích Liên Nguyễn 165. Chị Mỹ Phẩm có đơn rồi. Chị Tống Thơm 165, chị Tuyền Kim 165, chị Hoàng Lê 165. 165 chị Võ Tuyết, 165 chị Kim Loan. Chị Hoa Mami 165. 6 chiếc là hết. 6 chiếc hết nhé. 6 chiếc là hết nhé. 6 chiếc là hết nhé. Rồi ai hỏi em thổ cẩm nãy giờ. Lùa lành lùa ao chất liệu là con hàm thổ cẩm nha. Thổ cẩm giá của nó là 120 cho đến 150 nghìn. Tối hôm nay em sẽ giảm các chị mình chỉ còn là bao nhiêu ạ? Chỉ còn là chơi lợn luôn ha. 165 chị Nguyễn Ân, chị Hà Giang Điền thêm 165, chị Nguyễn Liên 165, chị Bích Liên Nguyễn 165. Chị Trang Lê 1 chị Trang Lê 165 là hết. Rồi hết 165 nha cả nhà. Hết 165. Chất liệu này là chất liệu von hàng lên gì cũng đẹp nha các chị. Bây giờ á giá của nó là 120. Giờ các chị mình ơi, chia sẻ cho em Kim nha. Bây giờ giá chỉ còn là 70 thôi. 93870. 93870 chất liệu là von. Trời ơi, có ai bán giá này không? Von hàng đoàn hoàng xịn sò nha các nhà. Rồi các chị nào chụp mẫu này K938 chất liệu là von. Giảm các chị mình tầng nóc luôn là coi như là không lợi nhuận luôn. 70.000 chất liệu là von. Nhanh tay các chị ơi, nhanh tay không coi nhiều, không coi nhiều. Về lên kia áo dài này, về lên cái đầm này, về lên cái zoom này, về lên cái áo kiểu này mặc để làm. Em nói thôi bà chạy con một chết. Mùa hè đến rồi thì mặc cái này chỉ có hai từ là mát và mát nha. Hai từ mát và mát các chị. 93870. Có 3m7 100. 3m7 100. 938 chị Tuyết Võ, chị Trang Nguyễn 938, chị Hương Vân 938, chị Nhạn Nguyễn 938, chị Hồng Sơn 938, chị Vui Nguyễn 938, chị Bằng Lăng Tím 938, chị Đoàn Thị Trung Thủy trên số lên đơn, chị Thủy Tú 938, chị Thanh Lâm 938, chị Mai Đặng Thiên Trang 938, chị Khôi Anh 938, chị Nguyễn Trang 938, chị Diệu Phan 938, chị Nguyễn Bước 938, chị Ngọc Huỳnh cho số, chị Nguyễn Thanh 938, chị Hoa Nguyễn 938, chị Hương Vân 938, chị Thiên Thanh 938, 938 chị Kim Hiền, chị Nguyễn Bình 938, chị Vân Giang 938, chị Vi Lê 938, chị Vũ Quảng 938, chị Thanh Nhàn 938, chị Mẫn Thanh 938, chị Ngọc Huỳnh cho số, chị Cô Ba 938, chị Vi Lê 938. Một áo thì 70.000, 2 mét chất liệu là von hàng đoàn hoàng. Các chị ơi, chia sẻ like cho em rồi nha, dạ này chia sẻ nó thật á. Chị Liên Kim 2 áo 938, chị Trinh Trần 938, chị Tâm Nhẫn 938. 938 chị Ngọc Huỳnh có đơn. 938 chị Vui Nguyễn 3m, chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 938. 938 chị Diệu Phan có rồi. Chị ra 938 là cái nhánh tay nè. Đọc thấy chưa? 938 chị có 70.000, các chị nào lại đưa cho nó sẽ đi em. 70.000 các chị nào lại comment cho em, chia sẻ like cho em các chị mình ơi. Chia sẻ like giùm em với nha, cái giá này chị chia sẻ cho em ha. Chia sẻ để cho các chị mình ơi, giá rẻ mà hàng đẹp thì mọi người cùng bị ủng hộ các chị nhá. Rồi tiếp em, tiếp. 938 chị Đoàn Thị Trung Thủy có đơn. 3m7 nhiêu chị? 100. Rồi ai lấy 938 comment đi các chị ơi. 938 chị Huỳnh Trinh, chị Thúy Hồ 938, chị Lan Đinh 938. Có 70.000, 70.000 thôi, 70.000 ha. Nhanh tay. Chị Nguyễn Thị Ánh, 938 này. Vì gì nãy vì gì? Lông vũ mặt có mà mát không kim, và mát lắm nha. Cái lùa lông vũ mặt rất là mát. Tất cả chất liệu em kim đều có đồ co giãn mặt mát nha các chị. Rồi ai nữa không? Rồi ai lấy nữa comment cho em rồi. 938, 938. Lấy cái bao băng gồm này. 938 chị Hà Lê. 938 chị Huỳnh Nguyễn Thị Ánh Tuyết. 938 chị Hương Phạm. Em lên tiếp tục nha. Lùa lành lùa mango nha các chị. Rồi hôm nay em sẽ giảm cho các chị mình luôn. Chỉ có 100.000 thôi. Các chị kèm theo chia sẻ cho em Kim. Hàng bao đẹp bao mịn.
lên áo dài, lên đầm, lên đồ bộ, lên zoom gì cũng được, lên quần quả áo dài cũng được, đẹp bất chấp nha. 100.000 thôi anh. K21 nhanh tay, số lượng không nhiều. K21 cho em 100.000. 938 chị Phạm Phượng Thúy cho em số lên đơn. 938 chị Nguyễn Thị Thanh. Màu này là màu đỏ này. Đỏ tươi các chị ơi. Lưu ý là màu đỏ tươi. 100.000 2 mét lùa lành, lùa mango. Vải màu hồng còn không em hả? Màu hồng nào ta? Hết rồi các chị ơi. Cái này mango nữa nè. Rồi các chị nào chỗ khẩu này là K21 dạ 100.000. Chị Trinh Trần cho em xin số điện thoại lên đơn. Khách mới kèm cho em số điện thoại trên cùng một comment đây các chị mình ơi. Hello chị Trúc Tiên Nguyễn, hello chị Xuân Huỳnh, em chào cả nhà nha. Các chị nào lại mẫu này comment cho em K21. Hôm nay em bảo một cái giả rất là mềm luôn, kèm theo sự chia sẻ cho em vậy nha. Bởi vì trời là thay bớt các chị mình thấy thôi. Nó bọt mà chảy nước luôn các chị. Chị Trinh Trần cho em xin số điện thoại lên đơn các chị ơi. Các chị nào mình em xin số các chị mình nhớ cho nha các chị nha. Các chị mình cho sổ để lên đơn, không có sổ không lên đơn được nha các chị. Không có sổ không lên đơn được. K21 100 rồi chốt. K21 chị Tuyết Vân Lê, chị Trương Cẩm Hương K30, K21 chị Ngọc Trinh Lê, K21 chị Khôi Anh, K21 chị Xuân Thắm Nguyễn, chị Ngọc Trinh Lê có rồi, chị Lại Mừng K21, chị Lan Ngọc Nguyễn hai áo K21, chị Hằng Phan K21, chị Ngọc Bình K21, chị Mẫn Thanh K21. Chị Đào My Diệu hai áo K21. Chị Huỳnh Trinh K21, chị Ngọc Huỳnh K21. K21 chị Cha Tiên Nguyễn. Mango nha các chị ơi. 100.000 mà 2 mét. Lên sơ mi này, lên bà ba này, lên đầm này, lên đồ bồ này, lên quần áo dài, lên áo dài, lên zoom, lên cái gì cũng được. 100.000 2 mét. Một mét vào 50.000. Các chị nào chuột thì mình nhanh tay cho em. Rồi ai nữa các chị? Chị Trinh Trần khách mới á, còn cái chị Trinh Trần nè, hồi này có đơn có số rồi. Chị Hồng Liên K21, nhiều chị Trinh Trần quá. Rồi ai lấy K21 comment cho em. K21 100 100 nhanh tay nha, không là hết nha. Chị Trang Thùy K21. Có lên hoa nhị không hả? Có lên hoa nhị đi hả? Rồi có nha, cái gì cũng có. Ok nha. Rồi ai K21 nhanh tay em tụng vào này, em qua bọc. Cái này đừng có lên không. Cái 21 chị Nâu Nguyễn. Muốn em lên beo, em lên một mẫu beo nè. Em lên một mẫu beo. Rất là xa. Chị Khôi Anh K21, chị Hà Giang Điền K21. Chị Khôi Anh có đơn rồi. Cái này 2,5 rồi, chắc cô ba là qua đây đi. Rồi em có cái này 2,5 nha. 2,5 x 2. 2,5 x 1,2 nha cả nhà. Trời ơi cái này mới về luôn. Cái lô này là mới về luôn. Dễ thương chưa? 21 này chị lấy 2 áo đi chị ơi, không có 3 mét. Các chị mình muốn lại bồ thì lấy 2 áo nha, 2 áo có 200.000 thôi. K84 lùa lành lùa mango 100. K84 100. Chị các Hùng. Chị nào lại comment cho em lên cái màu tiệm trà vậy chứ. Chị Hưng Nguyễn Kim Mặt. Dạ Kim Mặt 200, lụa Đông Hưng nha. Đấy, các chị miễn phí ship. Ai lấy kim mặt comment cho em kim mặt là được nha các chị ơi. Khách mới kèm cho em số điện thoại. Rồi các chị ơi, K84 mẫu này beo rất là đẹp, chỉ có 100.000 thôi. Còn màu đang mặc không dạ còn. Kim đang mặc 200 miệng phí ship nha. Kim đang mặc 200 miệng phí ship. Nhanh tay các chị, nhanh tay. K84 100, bà con ơi, nhanh tay đi các chị mình ơi. Trời ơi, cái mango như thế này mà 100.000. Có ai tin được không? Có ai tin được không? Có 2,5 x 1,2. Đẹp ha, màu xanh. 2,5 chị Lan Đinh. Màu xanh. 84. Cái này là hồng rũa cả nha các chị. Cái này là hồng rũa đẹp. Cái mặt chị Huỳnh Ngọc Bảo Trần, Bảo Trân. K84 chị Thiên Bình, chị Trang Nguyễn K84, chị Trần Phương K84, chị Trần Anna K84, chị Trúc Ly Nguyễn cho em xin số điện thoại lên đơn, chị Nguyễn Thị Khoa K84, chị Như Nguyễn K84. K84 chị Nguyễn Hiếu Nhơn, nhanh tay đi các chị ơi. 938 em hết. Chị Tiêu Minh có K84 chưa? Rồi. Rồi chị Tiêu Minh có rồi nha. Rồi, chị nào nữa nè? K84 chị Hồng Sơn. Chị Trang Nguyễn K84. Trang Nguyễn có rồi, chị Tâm Như K84.
Kim mặt chị xước võ thị có đơn rồi chị ơi. Rồi các chị nào K84 nhanh tay các chị. Chị Trúc Liên Nguyễn K84, chị Thanh Nga K84. 84 100 100 còn mày chạy là hết rồi, cái lô này 2,5 m em hết. 84 100 2,5 m em hết. Chị Trần Thị Lai K84. Rồi ai nữa? Ai nữa các chị, cái này hồi này còn 2,5 m luôn. Đây cái này mới sang chảnh nữa nè. Hàng càng đẹp về sau càng khuya hàng càng đẹp nha các chị. Tan 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 tan. 84 chị Phạm Thúy. Mẫu này là lùa lành lùa mango giả chỉ có 100. Các chị nào chịu comment cho em siêu đẹp. Siêu đẹp 987 100. 987 100. Dạ ship 64 tỉnh thành nha các chị ơi. Ship trên toàn quốc, các chị mình ở đâu em cũng ship được hết, hẹn khóc nào hay chỗ nào em cũng ship được hết à. Nên các chị mình cứ yên tâm. Rồi cái mẫu này là sang xịn sò. Sang xịn sò. Nắp tay bà con ơi. 987 chị Nguyễn Tuyết. Cái này có 2,5 m nha. Cái này có 2,5 m trăm luôn rồi. 987 chị Chú ơi, niềm tin hai áo. Hello chị niềm tin. Chị Khôi Anh 987, chị Trúc Liên Nguyễn 987, chị Bằng Lăng Tím 987, chị Trần Hồng 987, chị Minh Y Vũ 987, chị Anh Nguyễn 987, chị Nâu Nguyễn 987. Chị Vũ Quảng 987. Nhanh tay các chị ơi, nhanh tay số lượng ít thôi ạ. À. Đẹp quá trời, đẹp chưa? Đẹp ngất ngay lên đầm lên ao dài lên gì cũng đẹp ha. Chị Yến Kim 987, chị Vũ Tiến Tú 987, chị Trinh Trần 987, chị Loan Trần 987. Chị Trinh Trần 931 987. 2,5 m chị Hiền Phạm. Chị Hiền Phạm là 2,5 m 120. Rồi các chị nào lại 987 nữa thì mình nhanh tay nha. Mẫu này phải nói là đẹp xuất sắc. Có 100.000 2 m thôi nha cả nhà ơi. Đẹp xuất sắc, em bạn cái chi cũng rẻ nha, đi chỗ khác mua đi tận tay nha các chị. Nói thật cả. Rồi ai lại ủng hộ 931 987 chị Nga Nguyễn, chị Đỗ Thiện 931 987 chị Nương Anna 987. Chị Hương Ngô 987, chị Tiên Nguyễn 987, chị Vũ Tiến Tú có đơn rồi chị ơi. 100.000 2 m lùa lành lùa mango, các chị nào lại chuột cho em. Chia sẻ like ủng hộ em luôn cả nhà ơi. Chị Hồng Sơn 987, chị Hành Huỳnh 987. Dạ kim mặt lụa đông hơn 200 một áo kèm cho em miễn phí ship nha. Kim mặt đông hơn 200 một áo miễn phí ship. Khách mời lưu ý cái comment thì luôn cho em số điện thoại nha. 987 chị Nguyễn Nhanh, 987 chị Nguyễn Hồng Vân. Chị Thư Trương 987 có đơn. Rồi chị nào 987 nữa. 987 chị có 100 lùa lành lùa mắng gồ còn 5 chị hết. Rồi chị Nguyễn Thúy Phượng 5 áo là em hết. Rồi em hẹn 987. Em hẹn 987. Ủa cái này đuổi à con, chứ phải mắng gồ hả con. Đuổi hả. Đuổi hả. Đuổi hả. Đuổi hả người ơi. Các cô mang gồ đi, mình bỏ qua đi, tao đuổi màu để bỏ qua ngày cả. Chào bà chặn phía sau mà lâu quá, chắc đi ngủ hả? Mẫu nào? À rồi, ok, em lên liền, lên mẫu này em lên liền, ok, ok. Em đến mà được không? Rồi, mẫu này là mới tinh vi. Mới tinh vi, lùa lành lùa mang gồ 1987 hết rồi, các chị ơi. 987 hết rồi. 919 100, dễ thương chưa? 919 100 lùa lành lùa mang gồ. Bà làm gì vậy chị? Là đủ rồi hết rồi. 919 có mắc cô màu gì không? Rồi ai lại màu đây comment cho em. Chia sẻ like giùm em ạ. 919 100 lùa lành lùa mang gồ. Cái mẫu này mới về rất là dễ thương. Chia sẻ like nhanh tay này ít lắm các chị. Không có nhiều. Không có nhiều, xong cái này lên chặn ở trên nha. Chị Quế Hương 919, chị Mộng Trinh 919, chị Nga Nguyễn 919, chị Nguyễn Hồng Ân 919, chị Khôi Anh 919, chị Thủy Tú 919. Mát lắm nha các chị ơi. Rất là mát. Chị Phương Liên Nguyễn 919, chị Mẫn Thanh 919, chị Xuân Thắm Nguyễn 919, chị Thu Ngân 919, chị Vũ Quảng 919, chị Thủy Thu 919. Chị Mai Trâm cho em xin số điện thoại lên đơn. Mạng nó chậm rồi trời. Chị Mai Trâm ơi, giờ cho số lên đơn. Chị Mai Trâm ơi. Rồi các chị nào chị con ơi, măng gồ còn màu đen trơn không? Chị Trúc Ly Nguyễn 919. 919 chị Bạch Yến, chị Tú Nguyễn 919, chị Nam Võ 919. Chị Hạnh Hạnh 919. Chị Niềm Tin 919.
100.000 hai mét thắng gồ các chị. Chị Lan Đinh 919, chị Đại Lý Gạo 919. Hello chị Đại Lý Gạo nha. Đó hay quá nè. Đại Lý Gạo. Chị Mai Trâm có đơn 919. Chị Huỳnh Lan 919. Rồi còn 3 chiếc thiệt điện lại nha em. Điện lại nha. Rồi cái lấy cái chặng này là vừa rồi em vừa quay cái lý tưởng không các chị. Cái chặng này là chất liệu lùa lông vụ các chị mình ha. 200 một thảo, 270.000 một bộ. Em miễn phí ship cả nhà mình trên toàn quốc nha. Miễn phí ship các chị mình trên toàn quốc lông vụ nha các chị. Chị Xu Hào 919. Rồi không có chỗ đựng luôn rồi, có ai giúp cô không? Có ai giúp cô không, cho cô cái chỗ đựng của mày nữa. Chị Diệu Phan 919. Chị Trần, chị Thanh Thảo Trương 919 là em hết 919 các chị ơi. Rồi em lên mẫu này, chất liệu lùa này là lùa lông vũ ạ. Lên dầm lên ao dài rất là đẹp. Cái này là em có quét cái lít này các chị mình ha. Giá chỉ có 200 một thả và 270.000 một bộ. Lên ao dài, lên dầm gì cũng đẹp nha các chị nha. Đẹp vô cùng đẹp luôn, xuất sắc. Rồi, chị nói chuột nhanh luôn và liền. Ba thằng đi hết vậy, còn có thằng nghĩa tí hon trời. Có gại Huệ, bạn áo dài đẹp quá hả? Hấp trời lên, ơi, cảm ơn chị nha, chị Thùy Nguyên nha, cảm ơn chị nha. 99 đẹp quá, thì chắc là không dám coi quá hả? Chị Bạch Yến hả? Coi đi chị, mình không mua cũng được, coi cho vui. Rồi, có ai ở trong live không? Chia sẻ cho em đi các chị nha. Cần lắm một sự chia sẻ. Ai K60 thì mình nhanh tay, bởi vì cái này là mẫu này em đã lên là lên clip rồi. Lùa lùa lông vũ mà vừa đẹp vừa rẻ nha. Dạ em chào chị Đại Lý Gạo lâu ngày ghê luôn á. Sao chị em không phải chị gì ta? Chị gì quên mất tiêu rồi. Ở gần bông. Chị Đại Lý Gạo. Chị bông đâu chị Đại Lý Gạo ấy. Chị bông đâu, bữa giờ không thấy. K60 chị Hoa Đồng Tiền, K60 chị Hoài Thanh, chị Ly Cam, chị Nhật Nguyệt K60, chị Thiên Kim K60. Chị Hải Đăng K60, chị Trần Thị Lan K60, chị Nhi Nhi K60, chị Thu Hiền K60. Nhanh tay đi các chị ơi, có 200.000 mà miễn phí ship ạ. 200.000 một ảo, 270.000 một bộ miễn phí ship. Lùa này là lùa lông vũ, về là nhận hàng là em bảo là nó đẹp hơn trong live con ơi. Nó đẹp hơn trong live. Đẹp lắm luôn á. Có ai thích thảo nào lùa lỏ luôn em đem luôn một lượt cho nó sang. Không mỏng bao đẹp nha các chị ơi. Không mỏng bao đẹp, không cần lót và co giãn thoải mái thấm hút mồ hôi. Năm ảo có miên là sao? À năm ảo hôm nay chị để năm ảo hôm nay đúng không? Có đó chị. K60 chị cô đi Phương, K60 chị Ngọc Huyền cho em số điện thoại lên đơn, chị Nhung Hồng Nguyễn K60. Coi trắng xanh luôn. Rồi, đặc thể nha. Trắng xanh của xanh. 200 một ảo 270.000 một bộ. 200 một ảo 270.000 một bộ. Kim mặt chị Thiên Bình. Sang chưa? K60 chị Võ Loan. K60 chị Nguyễn Hoàng Nhiên. Chị Võ chị Vân. Là đi gà tại xuất giang hồ hả? Trời ơi chị. Ủa chị Võ thì vô. Chị vẫn nãy giờ vô mà không im lặng quá. Nha chị vẫn ơi. Vô chơi vô vẫn lên tiệm chứ kỳ ghê chị. Mấy chị kỳ quá à. Đi. Mai đổi lại cái sổ này là cái sổ 2 cho lên. Số 2 cho lên mình đâu có trong này. Rồi, chị đang ướm vải gì? Da lùa này lùa lông vũ nha. K198 200 một ảo 270.000 một bộ. Chốt liền tay cho Kim các chị ơi. Ai bồ cho em một từ bồ nha. Chị Ngọc Huyền lấy gì comment số là cũng được, kể đi xin chị chốt. K60 chị Ngọc Huyền. Đẹp sang chảnh chưa? Chị Nguyễn Hoàng Nhiên K60 có đơn. Sao chị vẫn kêu ủa chị vẫn mời chị Đại Lý Gạo mà quen nhau không nè. Quen giật kìa giật Kim mà quen. Lên tên làm. Rồi ai lấy K198? Ảo này đẹp nè, chanh cỏ lấy không? Cái này là xuất sắc, em là cái K198, cái màu này mà không lấy là uống à. Uống đấy bà con. Uống à, Kim ơi, màu đen trơn cỏ không? Ủa? Trời ơi, hả? Màu đen trơn cho em lên luôn. Con nhiều không con? Một cái này lên luôn hả? K60 chị Thiên Thanh. K198 chị Hồng Sơn. Chị Võ Trúc Thùy K198. Chị Nguyễn Hồng Thắm K198. Chị Thoa Nguyễn K60. Rồi, cái màu đen em lên luôn. Chị mình hỏi em. K198 chị Huyền Nguyễn. Chị Vi Vũ K198. Có giãn thoải mái nha các chị ơi. Có giãn hai chiều nha. Trời ơi. Hàng xịn xò mà giá rẻ quá nè. Chị Nga Ngô K198, chị Phương Liên Nguyễn K198, chị Khánh Duy Lê K198. Rồi con bật cái này ra. Gần nhà xa cửa ngõ.
Gần nhà cát giữa ngõ thì là cùng ở Huế đó các chị. Vậy là ở Huế đó các chị ơi. K198 chị bằng lăng tím. Nghĩa là khác huyền luôn đó, huyền Phú Vang và huyền Phú Lộc đó. Đúng không? Kim mặt chị Nguyễn Thị Thúy Phượng. À, cho một quần kim mặt hả? Ok chị nha. Lùa này chất liệu là lùa lông vũ 200 một ảo, 270.000 một bộ. Em miền thị sĩ các chị trên toàn quốc, lên ao dài, lên đầm, lên gì cũng sang chảnh. Các chị nào lại mẫu này K184 nha, K184. Chị Châu My ngờ võ huỳnh K198, chị Lan Như Nguyễn K198. Đen, đen xào trên. Đen xào trên hình như hết rồi hay sao á. Rồi để em lên lại cái đen xào trên, lô cái đen xào trên thì tôi mới con của khách hỏi được rồi. 198 chị Huyền Nguyễn có đơn. Rồi chị nào lại K184 201 ảo 270.000 một bộ. Chất liệu này là lùa lông vũ. Cái này lên đầm đẹp, lên ao dài đẹp. Ai lại bộ comment cho em bộ nha. Ăn cừu vợ long à, kim long hả? Rồi ai lại comment cho em. Kim mặt chị, cho một quần kim mặt chị Nguyễn Bình. Chị Tâm Trần 6K60 có đơn. Mẫu này em like rồi, lùa lông vũ luôn. Chị Trần Ngọc Quỳ quần kim mặt. Nhớ bảo đồ. Không phải xanh 198. Nhớ bảo đồ. Mẫu này là em kim like rồi, lùa lông vũ 200 một áo. 200 một áo, 271 bộ, cái quần của nó màu hồng theo hoa nha cả nhà. K25. Cho một phần màu cam cùng bộ với đơn hôm trước hả? Vậy thì khi nào nhân viên gọi điện mới nói được chị Khánh Duy ơi. Chứ không có nhớ cái màu á chị. Rồi ai lấy màu này comment cho em. Lên màu trơn đi, rồi lên màu trơn luôn nè. Vô cùng dễ thương cả nhà nha. Trời ơi nãy giờ mọi người không nói nhiều mà mọi người. Cho cô một tỷ mà lên chưa vậy? Cô tỷ mới lên. K184 chị đừng lừa dối. Chị Nhật Nguyệt K184. Chị Ly Cam K184. Chị Hoài Thanh K184. Lên màu tỷ. Lên màu tỷ. Lùa giật xương nè. Lên màu tím. Rồi ai lại nhắn tay nè các chị. Từ từ lên không? Từ từ. Cô lên hẹp xào lại lên. Cô lên hẹp xào lại lên. Từ từ. Lên tiếp lùa lành lùa măng gồ. Giảm các chị mình còn 100. Các chị mình chia sẻ cho em đi ha. Chia sẻ cho em lùa lành lùa măng gồ 100. Lên hoa nhí. Hàng đẹp xịn sò. Hoa nhí sao lên nãy giờ mà ế quá. Ế hoa nhí dễ sợ. Màu này là màu cam đất hả? Cam đất, yeah. Cam đất các chị ơi. Có ai thể kiếm không? Chia sẻ cho kiếm dễ. Chị My Lương comment lại số, chị ơi dư số rồi. 932-100, lùa lành lùa măng hồ. Chị Mai Dương ơi comment lại số, cái số bị sai rồi nha. Hình như là dư số 6. Không biết số nào. Quần kim mặt, ok chị Nguyễn Lài. Có màu đen trơn không? Có đây các chị, rồi nó để em lên màu đen trơn luôn cho nặng ha. Ai nhanh tay không là hết rãng chiều nha. Măng gồ mà bạn chấm là đỉnh của đỉnh đó các chị. Măng gồ mà bạn 100. Đi khắp thế gian hỏi tình là gì mà kiếm bạn cái măng gồ mà giả còn 100.000 mà bãi màu các chị. Ở ngoài ít nhất 130. Còn ở ngoài nữa các chị mình không có đành chất liệu người ta bạn các chị mình 200 các chị mình không biết. Vì cái bạn này mà rất là đẹp nha các chị. Thật lòng luôn á. Trời ơi các bạn. 932 chị Cam Lê, chị Phương Trương 932, chị Hà Giang Điền 932, chị Xuân Thống Nguyễn 932, chị Nga Nguyễn 932, chị Lão Thư hai áo 932, chị Đồng Thị Lan 932, chị Mẫn Thanh 932, chị Thủy Tú 932, chị Võ Tuyết 932, chị Phan Lệ 932, chị Hồ Thu Thủy 932, chị Anh Nguyễn Quần Kim Mặt 932 chị. Dạ có hai áo, các chị lấy bộ có lấy hai áo giùm em. Chị Nhất Lê Trương Kim cho em xin số điện thoại lên đơn. Chị Thùy Dung cho em Thùy Dung 932. Chị Diệu Anh cho em số lên đơn. Chị Phan Lệ 932, chị Nguyễn Lài 932. Chị My Lương K25 có đơn. Chị Ngô Kim Châu 932, chị Trang Thủy Đỗ Thị 932. Nhanh tay đi các chị ơi. Còn ít nữa là hết rồi nha các chị. Lùa là lùa mắt cô 100 là các chị mình ơi, không có chỗ nào bạn. Rồi em kiếm nói tiếp cái câu này nè. Lên ao dài, lên đầm, lên đồ bộ, lên dung đều được các chị mình ha. Lên sơ mi, lên bà ba đều được. Các chị nào lại một bộ thì lại hai ảo cho em nha. Có 200.000 thôi, rất là đẹp luôn ha. Các chị ơi nhớ chia sẻ giùm em nha các chị. Một ảo, một dạ, 180.000 trở lên sẽ miễn phí ship các chị mình ha. Rồi
932 chị Nhất Lê Trương Kim có đơn 2 áo, chị Phạm Thị Ẩn 932, chị Linh Huỳnh 932 2 áo, chị Trần Hằng 932 2 áo. Chị Thúy Huỳnh 932, chị Cha Tiên Nguyễn 932. Tím Huế hết rồi các chị ơi. Rồi 932 chị Túy Phan. Nhanh tay lên nào các chị em ơi. Rồi 932 932. Chị Lê Diễm 932, chị Thùy Dung Lưu 932. 100.000 hai mét vải trời ạ. Về mà đổ cho Kim ơi, sao cái mạng dạng trăm nghìn mà rẻ mà đẹp dữ ri, có ai khen em câu đỏ không trời. 932 chị Thu Hạ Nắng. Dạ lụa lạnh lụa mango nha các chị ơi. Các chị lưu ý không chia sẻ không chốt nha. Trời ơi, video nó tắt đụng bà con ơi. Lên chính... trên trường đi hả, rồi em chiều các chị mình lên chị coi. Chị Tô Thị Bắc 932. Rồi lên đen trơn, ok ok em lên liền, gọi chiều là yêu cầu. 932 chị Yến Xuân. 932 chị Như Nguyễn. 932 chị Nguyễn Cung Đàn. Rồi. Trời cam đất là đẹp lắm các chị ơi. Đẹp, nó đẹp gì đâu các chị ơi. Tím, tím trên xào. Chị Xuân Lan 932 2 áo. Rồi. Chị Nguyễn Tuyết 932 có đơn. Rồi các chị nào lại là comment cho em 2, 4, 6 cái hết. Chị Thấm Phạm 932. Rồi ai lấy 932 nữa comment đi các chị. Dạ kim mặt 200, lụa Đông Hưng kèm miễn phí ship. Lụa lành lụa mango màu đen. Em định không lên bởi vì cái này còn cái cây nó ít tỉnh nè. Diệu Anh cho em số lên đơn chưa, có số chưa lên đơn được chị ơi. Cái màu đen này em còn rất là ít, nhưng mà các chị mình yêu cầu nhiều quá em chiều khách tập bởi luôn các chị nha. Lụa lành lụa mango màu đen 100, 100. Chị không Tham Phạm 932, chị Huỳnh Trinh 932, chị Nhung Huỳnh 932, chị Nguyễn Diễm Kiều 932, em hết 932. Chỗ có chị Diệu Anh luôn chưa? Chị Diệu Anh chưa có số, chưa lên đơn được chị nha Diệu chị ơi. Chị Diệu Anh cho số đi để em lên đơn nè người đẹp. 828 màu đen, lùa lành lùa mango 100, ai lại comment cho em, chia sẻ like cho em luôn. Người ơi, chia sẻ người ơi. Ok, chị Diệu Anh có 932 2 áo nghe. Nghe chị Kim đã nghe thấy mê rồi Kim. Nó đã thấy mê rồi. Màu xanh bông dữ sao hả? Nghe chị Kim nội đã thấy mê rồi hả? Trời ơi 932 giờ quần kim mặc cho chị đại lý gạo. Ok chị. Rồi. Trời ơi cái 828 này em còn ít mà các chị mà chỗ kiểu này làm sao đây. 100.000. Trời ơi. Chị Hoa Lụa Nam Bắc 828, chị Châu Phan Băng 828, chị Trinh Trần 828, chị Phạm Thúy 928, chị Thùy 828, chị Thùy An 828, chị Hải Nguyễn 828, chị Yến Đặng 828, chị Ngọc Bích Nguyễn 828, chị Hà Giang Điền 2 áo 828, chị Phan Lệ 828, chị Xuân Nguyễn 828, chị Trần Hồng 828, chị Nga Nguyễn 3 áo 828, chị Đạt Phúc 828, chị Phong Lan 828, chị Loan Trần 828, chị Vân Nguyễn 828, chị Hồ Thu Thủy 828, chị Sóc Sóc 828, chị Tô Thị Bắc 828, chị Nhân Đào 828, chị Đạt Phúc 828, chị Nguyễn Điệp 828, chị Hiền Nhi 828, chị Nguyễn Lan 828, chị Phạm Thị Mơ 828, chị Xuân Thấm Nguyễn 3 áo 828, chị Tham Phạm 828, chị Hiền Phạm 828, chị Tuyền Kim 828. Trời ơi, chắc khỏi đọc quá chị ơi, nhiều quá. Rồi ai chuột 828 đều có đơn. Ai chuột 828 đều có đơn, em không đọc tên đều có đơn được không cả nhà? Ai bấm chị 828 đều có đơn nha cả nhà nha. Rồi ok chưa, không đọc tên vẫn có đơn cả nhà mình nha. 828 lùa lành lùa mango, lên áo dài, lên đầm, lên đồ bộ, lên dung đều được. Ai chuột 828 đều có đơn 100.000 thôi ha. Rồi em lên mẫu này là von chiếc lá nha. Von chiếc lá giá 150.000, bây giờ giảm các chị mình còn 70.000. chị Hồng Ân cho em số điện thoại lên đơn. Chị Hồng Ân cho số lên đơn 902 giá 150 và giảm các chị mình chỉ còn là 70.000 các chị ha. 828 chị nào chốt đều có đơn hết, lưu ý cho em Kim. Thôi bỏ đi một chút vòng vòng lại bấm sao. Nhiều lắm. Thì em phải đọc, em từ bấm đi. Ý là hồi lại bấm sao. Rồi 828 828 bấm đi luôn đi. Rồi các chị nào lại 902 giả dạ, chị có 70.000, cái này rất là đẹp luôn ha. 828 không đọc tên đều có đơn nha cả nhà. 808 không đọc tên đều có đơn. Rồi các 902 902. Trời ơi nó đẹp chất liệu là von, giả dạ, chị có 70.000 thôi. Giờ bây giờ là
càng về khuya hàng càng đẹp và giá lại càng rẻ nha các chị. Rồi ai chỗ comment cho em. Đúng không ạ? 902 chị Trần Hằng hai áo. 902 chị Hoa Lụa Nam Bắc. 902 chị Red Nguyễn, chị Phạm Liễu 902, chị Thanh Lâm 902, chị Nguyễn Trinh 902, chị Dinh Chu Nguyễn 902, chị Trần Kim Khánh. Chị Trần Kim Khánh 902. Chị Nguyễn Mai 902, chị Tâm Thân Dương 902. Chị Nguyệt Lương 902, chị Nga Nguyễn 902, chị Uyên Nhi 902, chị Liên Nguyễn 902. Chị Trinh Trần cho em xin số điện thoại lên đơn. Chị Trinh Trần cho sổ lên đơn. Chị Trinh Trần có đơn ok chị nè, 902, chị Nguyễn Nga 902, chị Nguyễn Hiền 902. 902 các chị mình ơi. 902, 902 các chị, chị Vân Giang 902. Trời ơi, có 70.000 thôi mà cái lạ, cái này cái von này đẹp lắm nha. Cái von này đẹp lắm các chị, dài ít nhất phải từ 120 cho đến 150 nha. Lên cục đen xào giữ chị, nó cục đen luôn. Rồi chị nào để comment cho em. Chị nào nữa? 902, 902. 902 dạ chị có một áo 2m 70.000. Rồi các chị nào để em qua mẫu nè. Chị Phương Lưu 902. Chị Trần Hằng. Trần Hằng là sao chị ơi? Chị Nghĩa Nguyễn 902, chị Thúy Thúy Thanh 902, chị Nguyễn Kim Dung 902 hai áo. Rồi. Con mày áo 902 hết nha. Chị nào chỗ mà comment cho em. Rồi bây giờ em lên cái tiệm và cái vàng theo thể yêu cầu có quyền. Lùa này là lùa giọt cương. Giá chỉ có là 200 một áo và 270.000 một bộ. Em hiện thì ship các chị mình lên trên toàn quốc, lên chặn kẻ vàng chị Kim. Rồi em sẽ lên chặn kẻ vàng luôn. Em lên hết lên tất cả lên sàn nha. Rất là đẹp luôn nha các chị. Trời ơi. Cái này là đẹp xỉu luôn á. Nền màu tím, hoa màu tím, chất liệu này là lùa giọt cương. 200 một thảo, 270.000 một bộ. Các chị nào nha. Chị nào lại comment cho em K20 đủ. Lùa giọt cương. Trời ơi cái này bảo các chị. Giờ này có bảo được không ạ? Giờ này có bảo được không? Có ai đang còn, có ai còn trong live cho em một chậm tương tác với cả nhà. Cho một chậm thôi nha. Một chậm thôi cả nhà ơi. K24 dạ chị có 200 một áo, 270.000 một bộ. Trời ơi vải đẹp. Hello chị Ngọc Trang. Chiều không nổi rồi đúng không? Chị Ngọc Trang ơi. Nhanh tay cá trẻ ơi. K24 chị Chi Nguyễn, chị Phạm Phượng K24. K24 chị Uyên Linh, chị Nhi K24, chị Võ Thị Ngọc Huệ K24, chị Huỳnh Trinh K24, chị Hiền Phạm K24. Màu vàng này, lùa này là lùa lông vũ 200 một ạ và 270.000 một bộ. Em hiểu các chị mình trên toàn quốc luôn. Các chị nào lại thì comment cho em nha. Kèm theo cho em những lượt chia sẻ các chị. Kèm theo cho em những lượt chia sẻ. Đẹp chưa? Giật lã Lý ơi. Chiếc lá mùa đông nha các chị mình ơi. Ai lấy nhanh tay giùm em. Có một bài thôi Lý hạ hoài luôn. Ai K24 rồi nhanh tay đi các chị ơi. Dễ thương vô cùng, đơn giản mà bao sang ba dễ dàng. Lùa lông vũ 200 một ạ, 270.000 một bộ. Các chị nào lấy K186. K186 nha. Chị Chi Nguyễn cho em xin số điện thoại lên đơn. Chị Trần Tình K24, chị Mai Lan Lê K24, chị Uyên Ngô K24, chị Hoa Lê K24, chị Nguyễn Thị Thanh Mai K24, chị Nhung Hồng Nguyễn K24. Chị rồi, Uyên Ngô có đơn. K186 cho em. K186. Có đơn rồi. Đẹp quá. Như ri mà làm sao chịu nổi bà con. Rồi ai chuột comment. Nhanh nhanh tay các chị mình ơi. Rồi K186, 200 một ảo, 270. Chị Bằng Lăng Tím K24, chị Nga Nguyễn K24. Chị Hồng Hoa Hồng Gai K24, chị Lê Diễm K24. K186 chị Phạm Thúy, 186 chị Huyền Nguyễn. Câu hát đó là bản quyền của áo dài kia. Rồi,
rồi lên đây màu xanh này cho khách hỏi con ơi mango luôn hả? Rồi nhân viên đang bạc lên đây các chị màu xanh này là thôi rồi 70 tiền đẹp quá hả? 70 mango màu tiếp tục giảm giá nhé cả nhà. Nên chẳng bún tiệm quân tiệm màu đẹp quá hả? Đây em đang lên luôn đây lùa dọc xương là đang hot 200 một ảo 270.000 một bộ chú trai này sang. Ủa có cái quần màu tím nữa thì thôi hết rồi lượm ơi. Các chị lưu ý giùm em ha, ai bộ thì nhớ comment cho em bộ. Ai bộ comment cho em bộ 200 một ảo 270.000 một bộ. Mua ảo dài ở vải mua ảo dài chỗ bàn kim nhiều quả ảo nào cũng đẹp quá ha. Cảm ơn chị Đế Diễm nha. Cảm ơn chị Đế Diễm đã ủng hộ. Lùa giọt xương trên mỹ mắt các chị. Giọt xương trên mỹ mắt 200 một ảo 270.000 một bộ. Mẫu này thì em Kim yêu cầu các chị mình lên lại bộ nha. Cái quần này mình thôi rồi. Mặc lên nó bật công một cục 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 cho các chị. Cục 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 là được. Các chị ơi, ta ở trong live chia sẻ giùm em với các chị. Ê, hôm nay em nói hơi nhiều nên em cũng hơi bị đuối á các chị. Chưa bao giờ nói nhiều như hôm nay. Trời ơi, nó đẹp, nó sang như thế này. Mình nhanh tay liền cho em Kim. Đêm đã về khuya. Kèm cho em Kim một từ chia sẻ. Kèm cho em Ly một câu gì đó cho em Ly vui lên cho các chị. Rồi, nhanh tay. Số lượng tỏ giới hàng. Chị Huỳnh Trinh K148. Chị Vũ Trúc Thùy K148. Chị Ngọc Bích Nguyễn K148. Chị Nhung Hồng Nguyễn K148, chị Hải Đăng K148, chị Phạm Liên K148. Chị Tô Hường cho em xin số điện thoại lên đơn, khách mới kèm cho em số điện thoại nha các chị ơi. Chị Phương Đình K148, chị Nga Ngô K148. Lùa này là lùa lông vũ 200 một ảo 270.000 một bộ. Cha ơi sang. Sang vậy rồi, đơn giản đẹp ha. Chị Ngô Thị Hoang K148, chị Đài Lê K148, chị Trần Kim K148. Lùa lông vũ 200 một ảo và 270.000 một bộ. Các chị nên lại bộ cái mẫu này. Nói thật luôn á, cảnh báo các chị mình nên lại bộ mẫu này. Cái quần nhìn này đẹp. K148 chị Nguyễn Ánh Tuyết, chị Hoa, chị Huệ Lily cho em xin số điện thoại lên đơn. Chị Tô Thị Bắc K148. Các chị khách mới ơi, em xin các chị mình nhớ cho em số điện thoại nha. Chị Thanh Nhân Trần hả? Ủa sao kỳ vậy? Hôm nay chuột lại đấy chị Thanh Nhân Trần. Hôm nay chụp lại đi chị yêu. Chị Tô Hường K148, chị Xuân Từ K148, Xuân Tứ ok chị. Rồi các chị nào lại comment cho em nhanh tay à. K174 200 một ảo 270.000 một bộ. Lùa này là lùa lông vũ các chị mình nha, hàng rất đẹp mà giá thì rất là mềm. Chia sẻ like cho em với đi nha cả nhà. K147 chị Huỳnh Trinh, chị Nguyễn Hà K147, chị Long Huỳnh K147. Có rồi, ai lấy comment đi các chị. Một cái nào luôn á con. Không cửa còn cái nào luôn á con. Chị Võ Trúc Thùy K147, K174, chị Hồng Vân Nguyễn K174, chị Ngọc Diễm K174. Chị Thiên Ân K174. Rồi các chị nào hỏi em cái màu này đúng không ạ? Chị cỏ cây K174, chị cỏ cây K24. K174 chị Thanh Châu, chị Hiền Nguyễn K174, chị Thúy Đặng K174. K148 chị Đài Lê có đơn. Các chị cái lùa này là chất liệu lùa chiều tỉ mà ở ngoài thị trường mà bạn các chị mình là 350 đó các chị, 350 nha. Giờ em giảm các chị mình là coi như là bánh nóc. Được chưa? Giảm các chị mình mẫu này là bánh nóc 170.000 thôi. K76 170. Lùa chiều tỉm nha. K148 chị Huệ Lily, K66 chị Phượng Loan. 170.000 ai lại bộ comment cho em bộ cái quần thêm 70.000 nữa là 300 240 ha. K174 chị Trinh Trần, chị Ngọc Huỳnh K174, chị Nguyễn Bình K174, chị Nhung Hồng Nguyễn K174, chị Đỗ Kiều Dung K174. Chị Nguyễn Bình K174 bộ có đơn rồi nè chị ơi. K174 chị Trinh Trần, chị Ngọc Huỳnh K174 có đơn rồi, chị Liên Điểm K174. Rồi các chị ơi, lùa chiều tím 350, giờ em giảm các chị mình còn 170 một áo, 240 một bộ, giảm như thế này là được chưa các chị? Còn đụng 7 chiếc thôi, em chuột đụng 7 chiếc thôi, không chuột thêm nha. Lưu ý là không chuột thêm, lùa này là lùa xa sinh pháp,
em mua về chưa bao giờ khách nào chê chất lượng quần cả, các chị yên tâm ha. Rồi K70 nước thôi thôi con. K76 cho em. K76 K76 cả nhà. Rồi K76 các chị. Chị ra chỗ comment cho em nha. K76 chị Đạt Phúc, chị Nhật Nguyệt K76, chị Ly Cam K76, chị Hoài Thanh K76. 17. Em lấy một màu lùa sò. 14. Trời ơi, cái này là đỉnh của em. Chị Thanh Hoa Vũ K76, chị Trần Kim K76. Lùa sò, dạ bây giờ là em được kim bạc 200 một ảo, rất là xịn sò mà màu này thì thôi rồi lượm ơi. Mẫu này thôi rồi. Lên cái gì cũng đẹp nha các chị. Lên cái gì cũng đẹp, lên cái gì cũng sang. 200 một ảo, 270.000 một bộ, K103. Nhanh tay các chị ơi, nhanh tay em lên vải màu cho các chị mình giảm nữa ha. K76 chị Dung Nguyễn, chị Hồng Thắm K76. K103 bao nhiêu cả rồi điểm đủ số lượng không nọ thôi. Rồi các chị nào lại để comment cho em. K103 200 một ảo, 270.000 một bộ, lùa sò hai da. Lùa sò hai da. Lùa sò hai da. Trời ơi, xanh này là xanh nè, cha. K103 chị Thanh Châu, K103 chị Phạm Thúy. Rồi ngày mai nhân viên gọi lại nha chị ơi. Chị Nhật Nguyệt K103. Màu này là màu ve chai, chất liệu là lùa lành lùa mango. Bây giờ em giảm các chị mình chỉ còn 100. Hai mét mango xịn sò. Lên bồ được, lên áo dài được, lên đầm được nha. Đẹp lắm luôn nha các chị. Giá rất là về 100.000. Chia sẻ like cho em. Chị nào lại mẫu này comment cho em. K132 100.000 đẹp. 103 chị Như Nguyệt, ok chị. Đẹp ha. Đẹp. Rồi 100.000 2 mẻ. Mango lên áo dài, lên đầm, lên đồ bộ, lên dung đều được. Chị nào lại comment cho em. Ủa, có chai được có đâu ta. K103 chị Đoàn Thị Trung Thủy. K103 chị Trần Kim. Nhắn tay các chị ơi. K132 nhớ chia sẻ rồi chỗ thì không chia sẻ tồi lắm nha cả nhà. 132 chị Thùy Nhung. K132 ơi à này. Rồi các chị nào nhanh tay. K1 cô đang đây lên à đúng rồi. K132 chị Thùy 32 chị có 100.000 một ảo hai mét. Chị Thùy Nhi K132 chị Phạm Ninh K132. Chị Thanh Châu K132, chị Phạm Thúy K132, chị Dung Nguyễn K132. Chị Huỳnh Trinh K132, chị Lão Thư Hai Áo K132, chị Phan Lệ K132, chị Kiều Liên K132, chị Nguyễn Trang K132, chị Nguyễn Lài K132, chị Vạn Trương K132, chị Nga Nguyễn Hai Áo K132. Chị Lão Thư Hai Áo có rồi. Chị Trần Hằng Hai Áo K132. Dạ không có 4,5 m. 103 chị Dung Nguyễn có đơn. 132 chị Đồng Thị Lan. Lên áo dài được, lên đầm được, lên đồ bồ được, lên zoom được, lên cái gì cũng được mà giả có 100.000 thôi các chị. Các chị nào lại tìm nhanh tay nha. Cái này mà các chị mình không rành chất liệu á, các chị mình ra ngoài mua 200.000 cũng có đó các chị nha. Rồi các chị nào lại mồ em. Chị có cây kim mặt 132 chị Hồ Đào, chị Nguyễn Liễu 132, chị Nguyễn Điệp 132, chị Đinh Thị Hạnh 132, chị Phạm Thị Đăng Thanh 132, chị Phương Lê Thanh 132, chị Hương Nguyễn 132, chị Thảo Nguyễn 132. 132 chị Phương Xuân Nguyễn, chị Thảo Nguyễn 132 có rồi. Chị Lê Bé 132, 132 chị Cẩm Châu Phạm, chị Hồ Hồng Lê Thu 132. 132 chị Ngô Kim Châu, chị Nghĩa Nguyễn 132. 100 kèm cho em nút chia sẻ nha các chị mình ơi. 100 kèm theo nút chia sẻ nha các nhà mình ơi. Chị Hòa Lê Vân 132. 132 chị Thương Thương, chị Kim Thoa 132. Rồi. Ai nữa các chị? 132 132. 100.000 lùa lành lùa mango, lên đồ bộ, lên áo dài, lên đầm, lên bà ba, lên là sơ mi, lên bất chấp nha. Có 100.000 hai cách vải, ai lại thì comment cho em. Rồi muốn lên vải màu nữa không các chị? Chị Thùy Nhi có đơn. Chị nào muốn lên vải màu nữa thì chậm cho em một chậm cho em vải màu nha. Rồi lên một cái mango màu này là bao trang chị sò. 132 chị Mai Nguyễn. Mai Nhí tiếp. Lùa lăn lùa mango. Trời dễ thương. Dễ thương dễ sợ. Lùa lăn lùa mango 100. Nó này thương quá à. Cứng ha.
82 100. Chị nào lại comment cho em 82 100. Mango 100. Đẹp bất chấp bà con cô bác. Bà con cô bác ơi lấy kiêng rằng. Chị Thùy Nhi hai áo ok chị. Bà con cô bác ơi lấy kiêng rằng. Gì đó cô thấm gì đó. 132 chị nhà Nguyễn. Màu nữa cô hả? Ai màu nữa cho em một chậm đi à, để em lấy màu còn nhiều màu làm các chị nhá. Chị nào lấy màu này 82 chị tỏ 100 lùa lành lùa mango. Dễ thương làm các chị ơi. 132 chị Mai Nguyễn. 12 có rồi. Chị Thanh Châu 2 áo 812, chị Tuyến Ngô 812. Thanh Châu 2 áo chị Thủy Ngô. Chị Lan Anh 812, chị Dung. Chị Dung Nguyễn 812, chị Nguyễn Lai 812, chị Phạm Thúy 2 áo 812, chị Đài Trang 812. Chị Thanh Thảo Trương 812, chị Lương Nguyễn Văn 812, chị Mai Tuyết Lý 812, chị Nguyễn Kim Khoa 812, chị Trúc Ly Nguyễn 812, chị Nghĩa Nguyễn 812, chị Nguyễn Thị Sánh cho em xin số điện thoại lên đơn. Chị Nga Phạm 812, Nga Nguyễn, Nga Phạm 812. Chị Lê Diễm 132 có đơn. 82 chị Nguyễn Mai, chị Hồng Loan Nguyễn 812. Rồi ai lấy 82 còn ít nữa là hết nha các chị mình ơi. Rồi chị nào 82 nha. Xanh đâu rồi? Còn ai được không? Không hết nè. 82 cái màu này dễ thương lắm luôn á. Cái này mà mấy cái tuổi nào cũng được. Chị nào đây? Chị Nga Phạm có đơn rồi chị ơi. Chị Nga Phạm có rồi nha. Chị Nga Phạm có rồi. Chị Mai Nguyễn có rồi. Chị Mai Nguyễn có luôn rồi nha. Rồi em còn hình như em chị phải là hết chứ. Rồi hết bao hết bì. Năm chiếc sợi chiếc hết. 82 chị Hồ Thạch, 82 chị Ngô Ngọc Cam, 82 chị Mai Nguyễn có đơn rồi chị ơi. Trời ơi đẹp quá nè. Lùa lành lùa mango dạ ừ, chị có 100. Trời ơi dễ thương. Tính xỉu. Cái mình hàng nó mềm, nó mềm mà nó mướt, nó mượt mượt. Không chia chia ra từng độ khổ khổ cho là rửa cho nó. 95 100 95 100. Các chị nào lại comment cho em. 82 chị Nguyễn Thị Sánh có đơn. Chị Ngân Thiên Nguyễn cho em xin số điện thoại lên đơn. Khách mới chủ động cho em xin số điện thoại nha các chị ơi. 95 100 lùa lành lùa mango các chị. Các chị nhìn thấy cái vân của nó chưa? Cực kỳ đỉnh của đỉnh ha. Ai lại ủng hộ Kim nha các chị. Chia sẻ cả nhà ơi. Đang rất là sợm luôn. Đang rất là sợm luôn. 82 chị Hoa Vạn Thọ. 9-15 đi các chị ơi. Trời ơi cái này mà sao mà bỏ qua được các chị mình ơi. Rồi 95 100 nhắn tay các chị. 95 chị Phạm Ninh, chị Thơ Nguyễn 95. Chị Phạm Thúy 95. Chị Phạm Thúy. Chị Nguyên Ly 95. Chị Loan Trần 95. Anh chị Tư 95. Chị Vân Giang 95. Chị Trương Hồng Khánh 95. Chị Ngọc Huỳnh 95. Chị Thơ Hoàng 95. Chị Nguyễn Lan 95. Chị Ngân Thiên Nguyễn 82 có đơn. 95 chị Tâm Thân Dư. Chị Kim Trang 915, chị Hiếu Trần 915, chị Ngô Minh Châu 915, chị Hồng Nga 915, chị Trần Kim 915, chị Thảo Xuân 915, chị Tâm Như 915. Tâm Như có rồi chị ơi. Rồi. Nhắn tay các chị ơi, hết đó. Chị Ngô Ngọc Cam 915, chị Dung Nguyễn 915, chị Liên Vũ 915, chị Lưu Bích Ngọc 915, chị Khang Huy Nguyễn 915, chị Thanh Ngân 915, chị Hồ Thạch. Hết rồi, kiểm tra lại. Hết rồi. Chị Chi Nguyễn. Chi Nguyễn hả? Chi Nguyễn đâu có số điện thoại đâu lên đơn. Chị ơi xin chắc nãy giờ cũng nhiều rồi đó. Chị Chi Nguyễn mới chết sổ mà lên đơn được ha. Rồi bây giờ lên một màu hoa nhĩ nha. Hoa nhĩ chất liệu mango chị có 100. 942 100. 942 100. Chia sẻ like cho em với các chị. Rồi em hết 915. 942 100 lùa lằn lùa mango đẹp chưa? Cực đẹp luôn ha. Chia sẻ like cho em cả nhà, các nhà ơi chia sẻ like cho em. Hoa nhĩ rất là xuất sắc. Đỉnh của đỉnh. 942 100. Chị ha? Nguyệt Hồ 82 cho em xin số điện thoại lên đơn. Chị Nguyệt Hồ ơi cho sổ lên đơn chị Nguyệt Hồ ơi. Ô kìa ai như cô tắm. Con nữa đây. À, con bác năm mới xa mới về. 147 con. Bà con có bác ai lấy điều khen Kim quá trời. Chị cố chị bác. Em cảm ơn chị bác nha.
ha. Chị nào có tạc được cái gì cho em Kim cứ lên đi, em sẽ hát nha. Chị ngủ 2 100, đùa lành lùa mắng cô 100.000 nha. Hoa nhị ai yêu cầu nhị nhị nhị. Chị đại lý gạo 174 có đơn 942 chị Trúc Liên Nguyễn, 942 chị Trương Hồng Khánh, chị Nga Nguyễn 942, chị Tiên Nguyễn 942, chị Thi Đoàn 942, chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết 942, chị Hoàng Điệp 942, chị Lĩnh Trần 942. Rồi ai lấy comment cho em 942 đi các chị ơi. 100.000 thôi mà ít. Còn ít nữa là hết rồi các chị. Có ít là. Ai nữa? Thì Tham Phạm 942, chị Ngân Thiên Nguyễn 942, chị Thuận Kim 942, chị Cương Lê 942. Cương Lê 942 có đơn. Rồi ai lấy 942 nữa, em còn mấy cái nữa là hết rồi nha các chị ơi. Ơi, cái này nó đẹp lồn lồn nè. Cái này nó đẹp lồn lồn. Đẹp lồ lộ luôn. Đẹp lồ lồ luôn các chị. Đây. Chiến kẻ lai bà con cô bác ơi. Cái này không lấy thì biết lấy gì đây. Chị Nguyễn Việt 942, chị Thùy Dung 942. Các chị ơi, em kia không biết đọc thơ đâu ạ. Thật sự ngày xưa đi học em cũng không có giỏi văn đâu các chị. Em chỉ là mê môn toán thôi, chứ em cũng không giỏi văn. Rồi em đem cái này là lùa mango luôn. Dạ chỉ có 100.000. Các chị nào lại 802. Nhìn mango của em Kim chưa? Sang, đẹp. Ngon đi chị ơi hả? 942 chị Thùy Dung cuối cùng. Rồi ai lại màu này comment cho em. Chị 15 còn không em? Hết rồi các chị ơi, 95 chị, hết chị rồi các chị màu ơi. Màu này sang nè. Lùa lành lùa mango 100. À đỏ trên xào Kim ơi. Dạ rồi xong cái này em Kim lên đỏ trên xào ha. Nhanh tay cái này đi. Rồi ai lại comment cho em 100 100 100. Em bỏ cái này 2,5 m. À 2,8 m, 1,4 m. 28 lên được 2 cái đầm luôn, 104. Chị Tuyền Tam 802, chị Trần Hồng 802, chị Nguyên Ly 802, chị Phạm Liễu 802, chị Tulip Hoa 802, chị Kim Oanh 802, chị Nga Phạm 802, chị Triệu Dần 802, chị Thương Thương 802, chị Hoa Phạm 802, chị Nguyễn Huệ 802, chị Vạn Trương 802, chị Nguyễn Thị Gái 802, chị Thủy Tú 802, chị Nguyễn Thị Sánh 802, chị Nga Phạm 802. Chị Nga Phạm có đơn rồi nè chị ơi. Chị Trang Thùy 802, chị Ngô Ngọc Cam 802, chị Đỗ Tú Phương Hảo 802, chị Nguyễn Xuân 802, chị Trương Hồng Khánh 802, 802 chị Trúc Ly Nguyễn, chị Vân Vũ 802. Để đưa ra còn 2 cái. Trời ơi cái này xỉu nữa. Cái này xỉu nữa. Chị mango, hả? Loan Trần 802, chị Chi Trinh Nguyễn cuối cùng, chị Nguyên Ly 2,8 m. Màu này đẹp cưng chứ này, màu xanh em có màu xanh bơ được không? Các chị, màu vỏ đầu được không? Áo cái mặt bao nhiêu đẹp quá, dạ em cái mặt 200 điểm trực tiếp, vừa lung hơn. Rồi các chị nào lại màu này 885, 200, 100.000. Chị Huệ Lê 802 là em hết. Đẹp ha, cho hoa đẹp ghê. Chị nào lại 885 lùa lành lùa mango 100. Cái mẫu phần cân dễ sợ cân. Cân dễ sợ cân. Lên cái gì cũng đẹp. Mình hàng của em mango của em bao mềm bao mịn bao rủ các chị. Rồi ai lại 885 comment cho em 100 100. Nhanh tay lên các chị mình ơi. Chia sẻ like cho em với nha. Cái này là rất là ít luôn nha bà con cô bác. Cái này rất là ít luôn. Hết 802 nha các chị ơi. Em hiện 802 rồi nha. 885 bộ được không chị được chứ. 885 chị Phạm Thúy 2 áo. Rồi. 885 chị Nguyễn Mai. Rồi. Chị Thủy Tú 885. 885 chị Ngọc Nguyễn, chị Dâu Hồ 885. Chị Peter cho em số lên đơn, chị Lĩnh Trần. Chị Lĩnh Trần 885, chị Hoa Phạm 885. Rồi ai lấy đi các chị ơi, còn ít nữa là hết nha. Trời ơi, có 100.000, 100.000. 885 chị Đài Trang 2 áo, chị Nguyễn Thị Sánh 885, chị Thanh Trúc Kim Mặt, chị Dương Thị Huệ 885, chị Lê Nguyễn Đan Phương cho em xin số điện thoại lên đơn. Chị Lan Nguyễn Đan Phương cho số lên đơn chị Phương ơi. Khách mới chủ động cho em xin cho số điện thoại đi chứ chị ơi. Chị Nguyễn là 885, chị Trần Hương 885, chị Hoàng Ân có số cho em. Đồng Ân. Chị Hồng Ân comment lại số nha chị ơi, sai số. Chị Nguyễn Thị cho lại số chị Hồng Ân ơi. Chị Nguyễn Thị Thanh 885, chị Hương Đoàn 885, chị Hoa Vạn Thọ 885.
100.000 các chị. Rồi ai nữa không? Chị Liên Vũ 885, chị Ngân Thiên Nguyễn 885, chị Ban Hương 885, chị Peter 885. Cái này mới sang xịn sò đẹp nữa nè. Mango 100, cực phẩm luôn. Xuất sắc, em nói các chị mình ha. Như thế này mới gọi là hàng xịn sò đẹp chuẩn nha. À, 852 100 lùa lạnh lùa mango. Chị Lê Nguyễn Đan Phương 2 áo 885, chị Nguyễn Việt 885, chị Nguyễn Diệp 885. Em hết 885 nha các chị ơi. Rồi em thì 885. Lùa lạnh lùa mango lên áo dài, lên đầm, lên đồ bộ, lên rung đều được. Các chị nào chốt 852. Xong cái này em lên màu đỏ, sau đó em lên vải màu nha. Xong cái này em lên màu đỏ, sau đó em lên vải màu. Các chị nào chốt mẫu này comment cho em là 852 100 lùa lạnh lùa mango. Đẹp quá. Đẹp ơi là đẹp, các chị mình ơi. Rồi chị nào chốt 852 100 nghìn. Cái này quá xinh, quá xinh. Quá xinh. Các chị mình ơi, chốt chị lên tất cả hàng rồi. Chị Hồng Ân được 828 nè. Rồi 852 chị Phạm Ninh, chị Đạt Phúc 852, chị Đài Trang 852, chị Thi Đoàn 852, chị Đỗ Thảo 852, chị Thanh Hoa Vũ 852, chị Tâm Như 852, chị Nga Võ Thị Thanh 852, chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết 852, chị Kim Hiền 852, chị Phạm Mai 852, chị Nguyễn Tuyết 852, chị Nguyễn Hằng Ba 852, chị Tuyền Tam 852, chị Anh Chị Tư 852, chị Ngô Ngọc Cam 852, chị Trần Phương 852. Không có 22,5 m. Chị Nga Võ Thanh 852, chị Thanh Thảo Trương 852, chị Tô Thị Bắc 852, chị Vân Vũ 852, chị Thư Hoàng 852. Chị Cường Lê 852, chị Thanh Tâm Nguyễn 852 có đơn. Rồi các chị ơi, em cái mẫu này lùa dọc xương 200.000 một áo, 270.000 một bộ. Em nhận chị tắt chị mình luôn ha. Lùa dọc xương 200.000 một áo và 270.000 một bộ. Em miễn phí ship các chị mình luôn. Chia sẻ like cho em nha cả nhà ơi. Chia sẻ like cho em. Đẹp ơi là đẹp. Xuất sắc chưa? Lên đầm lên ao dài lên là bà chạy con bù chét nha. Bà chạy con bù chét. Các chị nào lại cao 150. Rồi em hết 852. Em này 852 rồi cả nhà nha. Em này 852. 200.000 một áo và 270.000 một bộ. Hàng rất đẹp và giá rất mềm. Lùa này gọi là lùa dọc xương trên miệng mắt. Dọc xương cả nhà ơi. Dọc xương nắm tay. Trời cái đỏ đẹp quá các chị ơi. Màu đỏ này là xuất sắc ha. Cái này là đỉnh của đỉnh. Lên bộ, lên ao dài, lên gì cũng sang chảnh. Chị có bao nhiêu ạ? 200.000 một áo và 270.000 một bộ. Dù các chị mình lấy một áo có cũng làm nhiều tiền ship rồi nha. Sang chưa? Bà con ơi, ai lại comment cho em. Mẫu này mà lên sớm là bảo rồi đó. Mẫu này lên sớm là bảo lợn luôn đó chị. Nha. Rồi, lên cái màu vỏ đầu này thì thôi bao sang xịn sò. 8K150 chị Nguyễn Thiện Khiêm, chị Nhật Nguyệt K150, chị Thiên Kim K150, chị Dâu Hồ K150, chị Huỳnh Trinh K150 có đơn. Trời ơi, cái màu này là rồi. Thảo Xuân không có rồi chị ơi. Trời ơi, màu đồ, vỏ đậu. Màu vỏ đậu, lùa lành lùa mango. Chị có 100.000, chia sẻ like nha các chị. Chị 53 100. Vỏ đậu, mộ chị 53 100. Có 26 nè, mà kể luôn rồi. Vỏ đầu 1, vỏ đầu 253 100. Các chị ơi, ở trong live chia sẻ cho em nha. K150 chị Triệu Dần, chị Trần Phương K150, chị Huỳnh Trinh có đơn rồi chị ơi. Thảo màu xanh trên sào đi chị. Dạ rồi, xong cái này em lên màu xanh luôn ha. Xong cái này em lên màu xanh luôn. Rồi màu vỏ đầu 953 chị có 100.000. Trời ơi nó đẹp. Ôi xỉu, lên màu xanh tiệm trên sào. Dạ rồi, ok chị. Ai lại nhắn tay nha, 100, 100, 100. Bà con, cô bác ơi. K150 chị Vũ Huyền, chị Song Lê K150.
953 đi các chị ơi, 953 em like chỉ có 100 thôi nha, màu vỏ đậu nha các chị. Ok chị Trần Phương, chị Trần Thủy ba áo 953. 953 chị Yến Huỳnh. 953 chị Hiền Ngô. 953 chị Huỳnh Trinh, chị Nguyễn Huyền 953, chị Bích Liên Nguyễn 953. 953 chị Nguyên Ly. Trời ơi bạn, 53 không ăn nghiền nha bà con. Màu này là màu xanh tím nha. Lùa này là lùa dọc cương 200 một gạo và 270 một bộ. Chú cha ơi cái mẫu này nó đẹp. Cái mẫu này nó đẹp là đậm luôn cả nhà. 953 chị Song Lê. Dạ măng gồ 100 một áo các chị ơi. Rồi một áo 200 một bộ và 270 nhiều thì chị phải ra này luôn ha. Các chị nào lại mẫu này comment cho em sang tặng chị một lần. K44 nha. Đẹp chưa? K44 200 một áo 270 một bộ. Bên chị có lùa cúc hòa mi không? Dạ có ngay chị Trần Tình. Hình như cúc hòa mi mình chưa lên màu trắng đúng không? Để ngày mai chưa. Một lên màu trắng một bữa cho các Hảo và học sinh ha. 953 chị Thanh Ngân. Rồi ai lại ca bụng mấy bụng. Các chị ơi nhanh tay bà con cô bác ơi. Nhanh tay. Nó bút lộn hết đó. Con nó có chị bút lộn mất luôn hết đó. 953 chị Nguyễn Thị Hồng Loan hả? Ok chị. 953 chị Hoa Mami. K44 đi các chị ơi. Màu tím rất là đẹp nha. Tím xanh. K44 chị Nhật Nguyệt. Chị Trần Nhung K44. Chị Ly Cam K44. Chị Như Yến Đoàn K44. Chị Hoài Thanh K44. Chị Nhật Nguyệt K44. Chị Huệ Phạm K44. 953 chị Thanh Thiện hai áo. Ok chị. Lùa dọc cương 200 một áo 270.000 một bộ. Em miệng chị chị các chị mình trên toàn quốc. Rất là đẹp đúng không ha. Rất là đẹp nha các chị. Vang lắm luôn, yêu lắm luôn nhìn này. Cái này là xuất sắc. Các chị là đại bảo này K162 cho em ha. K162. Các chị mình đang ở trong live chia sẻ giúp em gửi đi các chị. K162. 953 chị Ánh Tuyết. Rồi ai chụp mẫu này ai bộ comment cho em bộ. Ai bộ comment cho em bộ. Nhanh tay cả nhà ơi. Nhanh. 44 chị Vân Vũ có đơn. 44 chị Lê Ngọc Hà. 162 200 một ảo 270.000 một bộ. Lùa dọc xương mẫu này thì thôi cái hoa nhìn nè. Rồi các chị nào lại comment cho em. Comment giá rẻ bất ngờ. À xin to. Em lên mấy cái mẫu cô ba sợi tròn bông liều nè. Bông liều cái màu này lùa nè. Rồi lên một cái mẫu này nè. Rồi. Lùa này là lùa sò hai da 200 một ảo và 270.000 một bộ nha các chị. Lùa sò hai da màu bông liều đẹp quá nè. Màu 62 chị Phủ Huyền. Đẹp quá trời. Chị nào để cao 16 cho em 200 một ảo ạ. 200 một ảo miệng thịt xỉu cắt chị mình 30k. Đùa dọc xương có co giảm không? Dạ có nha các nhà. Có co giảm nha các nhà. K44 chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết. Các chị mình đang ở trong live chụm cho em một chụm đi các chị. Cho một ly nào có chụm mình nó lên. Rồi lên nè. Nhanh tay. Các chị mình ơi, ly lên nha. À, phải bao vòng thì chị cắt cho mình đây nha. Đây, em lên siêu phẩm lụa hải đường nha các chị ơi. Hải đường còn hả? Me nãy giờ. Ủa, hải đường là có hàng đâu. Hải đường không còn hàng đâu các chị. Hải đường là không có còn hàng đâu các chị ơi. Mà chạy quá à, em lên ha. Rồi. Ủa? Các chị ơi, 200 một áo các chị kèm cho em miễn phí ship nha các chị mình nha. Lùa hải đường cho em nha, kèm cho em chia sẻ nha các chị ơi. K16 chị Nhật Nguyệt. Đối chị trái nước lý. Chị Ly Cam K16. Chị Hoài Thanh K16. Chia sẻ các chị ơi. K22 giùm em. 200
75 một áo, 270 một bộ giùm em nha các chị mình ơi. Cái này là phải lấy nguyên một bộ nó thiệt luôn. Bao đẹp nha các chị nha. Ca 22 giùm em. Trời ơi, xuất sắc nha các chị ơi. Hoa nè các chị. Các chị mình nhìn hoa nè. Đó, bớt cái đèn xuống cho các chị mình nhìn hoa cho nó rõ nha. Lùa hải đường nha các chị ơi. Lùa hải đường bao đẹp, bao sang, bao xuất sắc cho em mẫu này nha. Ca 22. Một áo em la chỉ có 200, một bộ là 270 kèm cho em miễn phí ship nha các chị nha. Ai lấy thì comment cho em nha các chị ơi. Ai lấy thì comment ca 22 cho em nha. 22. K44 chị Vũ Quế. K22 chị Trúc Ly Nguyễn. Chị Thanh Châu K22. 200 một áo, 270 một bộ nha các chị ơi. Chị nào mình lấy thì nhanh tay giùm em bao đẹp. Trời ơi cái này mà các chị mình không mua là em đi may. Em mang em đi may nha. Trời ơi đẹp lắm nha các chị ơi. Em mang em đi may thì luôn á. K16. K22 chị Hồ Thạnh. Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết K16. Chị Duyên Trần Thị K22. Nền này là nền màu da. Rồi hoa màu, cái hoa màu trắng rồi cái lá màu xanh đẹp lắm nha các chị nha. Rồi ai lấy comment K22. 22 200 một áo. 200 một áo, 270 một áo. Màu hồng trắng tím. Màu hồng trắng tím ở đâu ta? Màu trắng tím ở đâu các chị ơi? Ok chị Trúc Ly. K22 chị Diễm Trinh Nguyễn Ngọc. Chị My Phan Thu K22. Cái nào mà em nói miễn ship là các chị mình lấy một áo miễn ship nha. Các chị cái nào mà cái nào giống như là các chị mình lấy mẫu này đi. Mẫu này em nói là các chị mình mua một áo là mình miễn ship rồi ha. Các chị 200 ngàn là miễn ship rồi đó. Chị My Phan Thu có rồi chị ơi. Hải đường nha, chiếc lá nha các chị. Bao đẹp. 200 một áo kèm cho em miễn ship nha. 200 một áo miễn phí ship nha các chị. Các chị mình mua cái một áo 200 rồi các chị mua thêm bao nhiêu áo nữa thì em cũng chỉ em cũng không có tính tiền ship nha các chị. Đẹp lắm nha. Chiếc lá nha các chị ơi. 200 một áo, 270 một bộ kèm cho em miễn phí ship nha. Rồi K83 cho em 200. K22 chị Linh Võ. 200 một áo, 270 một bộ đây các chị, đẹp chưa? Đẹp xuất sắc nha, chiếc lá nha các chị ơi. Chiếc lá nó có cái vân đỏ 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 nè. Rồi, ai lấy K83. Bao đẹp nha, ai lấy bộ còn em bộ là có đơn nha các chị. Ai lấy bộ còn em bộ là có đơn. Ok chị Diễm Trinh. 83. 88 màu đen. 88 màu đen. 88 chị Nguyễn Bạch. Rồi, nhanh tay giùm em nha các chị mình ơi. Cái màu đen. Rồi 83 nha. Rồi em lên hàng K83 chị Nguyễn Thị Hảo. Vàng ảnh vàng anh. Tèo. Hồi chiều cái này nè. Bà Cúc đưa lên mỗi hướng áo. Họ ở dưới còn hàng đúng không? Chiều không lẻ em cả. Cái này là biết ở đâu không? Trong đó. Trời ơi. Còn tối hôm qua anh mang lên mà. Đó. K83 chị Thanh Tâm Nguyễn. K83 chị Đức Lớp Huệ. 150 giùm em lụa vàng anh luôn nha các chị mình nha. Hoa đều bao đẹp luôn nha các chị nha. Cuối like giảm giá hết nha các chị. Cuối like về mua cái này về may đồ bộ bao đẹp cho em nha. K125 150 ngàn một áo nha các chị. K125 150 ngàn một áo luôn. Các chị nào mình lấy thì comment nhanh tay giùm em. Các chị lên nằm được, lên đồ bộ được, lên áo dài được, lên cái gì cũng đẹp nha các chị nha. K125 150 ngàn bộ vàng anh bao mát bao đẹp. Sao mà nó mờ căm vậy hè? Sao mà nó mờ căm vậy hè? K125 chị Nguyễn Thị The. Rồi ai lấy K125 thì comment nha các chị. Ông Tèo cũng đã không mấy cái đó nữa, rảnh ghê. Ok, nay mai vô vấn đề giờ đấy. Rồi em lấy K125 nha các chị ơi. Lụa vàng ảnh vàng anh. Vàng ảnh vàng anh nha. Về may đồ bộ, may đầm, may gì cũng đẹp nha các chị. Rồi em lên này là lụa vàng anh luôn. 150 luôn nha các chị nha. Lụa vàng anh, ai lấy thì comment cho em nha. K183 K183 K183. Các chị ơi, các chị mình muốn em lên mẫu gì thì các chị mình comment nha. Các chị mình muốn em lên mẫu gì thì các chị mình comment nha các chị ơi. K125 chị Trần Kim. Chị Nguyễn Khánh
cây 125. Ủa 8 cây mà hôm nay là 15 rồi. Cây 125 chị Hà Huệ. Rồi, nhanh tay giùm em nha, K183. K183, lên vôn, lên vôn. Vôn hổ cảnh nha các chị. Vôn hổ cảnh. Rồi, em lên vôn hổ cảnh nha. K183 chị Nguyễn Thị Hảo. Chị Đức Lớp Huệ K183. Vôn là vôn là vôn. Vôn em like luôn nha. 70 tiền thôi nha các chị ơi, 70 tiền thôi ha. Vôn hổ cảm bao đẹp luôn. Hồi nãy là chị Kim có lên một màu rồi, bây giờ nó còn một màu nữa em lên luôn. Nó còn một màu nữa em lên luôn. Vôn hổ cảm lên đầm, lên chân, lên áo dài, lên bao mát luôn. Bao mát luôn nha các chị nha. K177 cho em. K177 vôn em like chỉ có 70 tiền thôi. Các chị nào mình lấy thì nhanh tay K177. K177. Chị Nguyễn Khánh có K125 rồi chị ơi. Chị Hoa làm K183. Trời ơi, K177. Em ra chỉ có 70 tiền nha. K177. K177 đi các chị ơi. K125 chị Uyên Ngô. K183 chị Ngô Ngọc Cam. Con có cần lót giả không, cần lót cũng được nha các chị, mặc bao mát luôn. Còn các chị mình may đầm hay là may dân là phải lót nha các chị ơi. Rồi K177. K177 cho em 70 tiền. K177 70 tiền. Chị Uyên Ngô có rồi chị ơi. K177 chị Phạm Liễu. Chị Nguyễn Thị Hai Minh K177. Thái Tuấn hả các chị? Thái Tuấn nằm dưới rồi sao lấy? Nó nằm ở dưới cùng luôn, nằm bên trong cùng luôn. Rồi ai lấy K177 thì cầm em. 183 là 150.000 đó cô ơi. Rồi em lên vôn hai nhí nha các chị ơi. Vôn hai nhí em cũng giảm luôn. Vôn hai nhí em cũng giảm luôn nha các chị nha. Về các chị mình may đầm may gì cũng đẹp nha các chị. Về may đầm may gì cũng đẹp. Đó. Rồi ai lấy comment cho em. K92 70 tiền. K92 giùm em 70 tiền nha. K92 em like chỉ có 70 tiền. K92 hoa nhí nha các chị, hoa nhí. Đó, các chị nào lấy K92 thì comment nha các chị ơi. Đó, đẹp sang lắm nha các chị. Ai lấy thì nhanh tay giùm em. Sao mà lấy cái bao này ra đi tèo nhỉ? Được chứ, được cũng có đi. Móc gì cái? Móc nè, móc rồi. Đâu, cái nào? Cái này. Cái này em lấy nè. Móc ở đâu vậy? K92 cô Trường Phương. K92 chị Nguyễn Bình. Chốt đi. Chị Ngọc Linh Nguyễn K92. Chị Trần Trang K92. Chấm bài giùm em, chia sẻ giùm em nha các chị ơi. K92 70 giùm em nha các chị nha. 70. 70 tiền thôi các chị ơi. Ai lấy thì comment K92 giùm em nha. Chị Thí Kiều trên số lên đường. Rồi ông cũng phải leo vô lấy hả? K92 chị Thanh Nga Lê Thị. Em lên vôn tiếp tục nha. K92 chị Thanh Thảo Trương, chị Kim Liên K92. Ok cô Trường Phương. Cô Trường Phương K92 hai áo. Chị Huy Dương Nguyễn K92. Chị Lê Nguyễn Đăng Phương K92. Vôn là vôn nha các chị ơi, vôn hoa tà nha. Giảm giá luôn cho các chị mình luôn trong buổi đêm ngày hôm nay. Trong buổi đêm ngày hôm nay, bây giờ là đêm rồi, các chị like luôn ha. Hoa tà em la, em giảm luôn 80 tiền nha các chị nha. K74 80 tiền. K74 em like 80 tiền thôi. Ai lấy thì comment nhanh tay giùm em nha các chị ơi. Nhanh tay giùm em nha các chị nha. K74 em like chỉ có 80 tiền. Cái này là hoa hai đầu nha. Cái này là hoa hai đầu nha các chị ơi. Bao đẹp, bao sang luôn. Về các chị mình may chiều nào cũng được nha các chị. Về may chiều nào cũng được cho em nha các chị yêu ơi. Có chấm bi măng gồ không ly. Có luôn. Lấy măng gồ chấm bi tèo ơi.
Tèo lên đồ kìa. Mãi từ trước nãy giờ. Tèo lên chấm mi măng gồ, tèo. Lấy măng chấm mi măng gồ ra đây. Rồi ai lấy comment cho em nha. K74 80 tiền luôn. Nha các chị, vô này hôm bữa là em like 120. Nha các chị nha, không nói giống luôn. Không nói giống. Like 120 thiệt sự nha các chị nha. Bây giờ giảm còn 80 tiền. Ai lấy thì nhanh tay nha. Ai lấy thì nhanh tay. Ờ coi chị Thí Kiều có số. Rồi nhắm tay giúp em K74 nha. 80 tiền. K74 80 tiền. Thanh nước mẹ. Không, ông Tèo không có hay gọi là xanh gì đó. Chị Nguyễn Thị Như Ngọc cho em số lên đơn. Đây măng gồ chấm bi theo thể yêu cầu của các chị mình nha các chị mình ơi. Em lên măng gồ chấm bi nha, em like chỉ có 100. Ai lấy comment cho em. K72 măng gồ like, em like chỉ có 100 thôi nha. K72. K72 K72 giùm em nha, măng gồ măng gồ. Xanh gồ xanh ra trời, ghê chủ trời. K72 măng gồ bông chấm bi nhí đẹp lắm. Màu này là hồng ruốc á. Hồng ruốc nha các chị. Ai lấy thì comment giùm em. Ai lấy thì comment nhanh tay đi các chị ơi. Chia sẻ chấm bài giùm em nha các chị nha. K72 chị Tuyền Tâm. K72 đi các chị ơi. 100 giùm em nha. K72 giùm em. Bao đẹp, bao sang, bao dễ thương luôn. Chị mấy cô chia sẻ thử coi. K72 chị Hồng Quân. Mày kêu tao đánh đòn mày. Mấy cô ơi, chia sẻ cho con. Lẹ lên trời, con này ăn dở mày đâu mà. Lẹ lên. Mấy cô ơi, chia sẻ cho con. Nói lớn lên. Lớn rồi mà. Đi, nói lớn lên. Mấy cô ơi, chia sẻ chấm bài cho con. Đó, các chị ơi, chấm bài chia sẻ cho mấy Nhi nha các chị nha. Rồi, ai lấy K72 đây. Nhanh tay. Nhanh miệng lên. K72 chị Linh Võ. Chị Thanh Nga Lê Thị K72. Chị Nguyễn Khanh K72. K10 100. Thấy chưa? Nói đi để mấy cô khen mà không chịu nói à. Thấy chưa? Đang giải buồn lên người các chị ơi. Trời ơi, kêu nói đi không chịu à. Em cảm ơn chị Thu Hiền. Đó, kêu mấy cô chia sẻ đi, nói đi. Không chịu nói. K72 chị Phong Thanh. Chị Nguyễn Thị 20 K3m5. Thôi ai thấy K10 cho em nha. 100 măng gồ nha các chị ơi. Măng gồ em like chỉ có 100. Chị nào mà lấy thì nhắn tay cho em nha các chị nha. K10 Trời sao mạng nó chậm giờ, khuya nó càng chậm vậy trời. K10 chị Thiên Thanh. Chị Nguyễn Canh K10. 3m5 em hết rồi chị ơi. Chị Hương Nguyễn K10. Ai lấy K10 thì comment nền đen bi nâu nha các chị. Nền đen bi nâu rất là đẹp. Đó, nền đen bi nâu nha. Về may áo dài, may áo đầm gì cũng đẹp nha các chị ơi. K10 chị Tâm Lê, chị Bảo Lộc cho em số lên đơn. Rồi, ai lấy K10 thì comment. K10 cái màu măng gồ. K10 chị Thùy An. Ai lấy K10 đó các chị ơi. Chị Nguyễn Thị Như Ngọc trên số em mới lên đơn được nha chị ơi. Bình ít. Tào giữa đi Ly. Ok các chị mình luôn. Dạ, không nha các chị ơi. K10 chị Hoài Lăng Lê. Hoài Lê Văn, chị Bảo Lộc, ok chị có số. K10 có 2,5 không chị Lê? Không có 2,5. Em không có 2,5 chị ơi. Giọt xương.
giọt xương trên mí mắt nha các chị ơi. Giọt xương trên mí mắt. Lụa giọt xương nha các chị, đẹp lắm nha, lụa giọt xương. 200 nhiều. 200 kèm cho em miễn. Ủa gì mày? Hát lại cái tèo. Rồi ai lấy comment cho em 970. 200 kèm cho em miễn phí ship nha các chị nha. Thằng cà lan bí rỡ. Tới giờ của mấy em nhân viên rồi đó. Mã văn tèo. Đừng có kêu mã, người ta kêu là mạc văn tèo. Đây lụa giọt xương nha các chị ơi. 200 một áo kèm che miễn phí ship nha các chị mình nha. Lụa mới, chất liệu mới, giá không thay đổi nha các chị. Lụa mới, chất liệu mới, giá không thay đổi nha. Ai lấy thì comment cho em 920, 200 kèm cho em miễn phí ship. Trời, nhà mày ngon. Chị Ly ơi, xanh vỏ đậu. Cái này bỏ thứ nữa. Cái này bỏ phiếu chưa nè, bỏ phiếu. 953 chị Trần Thiếu. Rồi ai lấy comment măng gồ cho em nha. Măng gồ hai nhí luôn. Rồi, đủ quá. Em giảm luôn cho các chị mình luôn nha. Giảm luôn 90 tiền cuối like nha các chị ơi. Bây giờ là cũng trễ rồi các chị. Các chị mình xem like từ đầu like tới cuối like. Từ đầu like tới cuối với em. Em giảm trơn mẫu này 90 tiền. Các chị nào mình lấy thì nhanh tay giùm em. K08 K08. Đó, nó đỏ như vậy chưa sắm té. Thằng nào vậy? Thằng nào lên tiếng coi. Đó, lấy cái giảm màu ra đi. K08 cho em nha, cái nhí này dễ thương lắm nha các chị ơi. 90 giùm em nha. 90 tiền. Ai lấy thì comment nha. K08 em like 90 tiền. Số lượng có giới hạn nha. Cuối like mới có giá này nha. Mua đi, cuối like hốt cái đi. Giảm giá. K08 chị Mi Phan Thu. Chị Nguyễn Ngọc Hương K08. Chị Trường Trang K08. Rồi ai lấy K08 giùm em. Chị Hưng Lê K08. Hai cha nội đi Trang. Màu đỏ luôn nè. Mình đi bán bánh trộn đi. Màu đỏ hả? Hôm nay hai đứa màu đỏ hả? K08 chị Linh Võ. Hèn chi. Rồi ai lấy K08 thì comment nha các chị ơi. Chị Trần Thủy K08. K08 giùm em. Chị Hiền Phạm có 920 rồi chị ơi. Chào chị ơi. Rồi ai lấy comment cho em nha. K08. K08. K08 chị Phạm Thảo. K08 chị Trang Phạm. Ai lấy K08 cho các chị. K08 lấy cho hết thì em giảm rẻ quá trời luôn. Chị mà không thấy là tiếc nha. Chị Thi Đoàn K08. Màu nó sáng đẹp nha. Nó sáng hơn ở trên like, tại vì cái đèn nó chiếu vô nó mờ cái bông rồi. Nhắn chị các chị nhận hàng nó sẽ đẹp hơn trên like nha. Rồi măng gồ cho em nhé. Măng gồ em like chỉ có 100. K08 là măng gồ á chị ơi. K08 chị Thi Thằng Nguyễn. Chị Nguyễn Hải K08. Chị Hanh Thiện hai áo xanh vỏ đậu ok chị. Rồi em lên mẫu này luôn, em giảm luôn 90 tiền nha các chị nha. K05 thực sự bán giá này là không còn gì luôn các chị ơi. Bán giá này là thực sự không còn gì luôn. K05 thêm 90 tiền thôi các chị nha. Lụa lạnh, lụa măng gồ giảm giá cuối la nha các chị. Giảm giá cuối la, giờ này các chị mua cuối la là lợi chứ không có thiệt nghe. K08 chị Ngọc Linh Nguyễn. Rồi ai lấy K05 cho em nha. K05 cho em nha. 90 tiền nha các chị. K05 bao đẹp, bao sang, bao rẻ luôn. Cuối like em có giá này. Thường không có like giá này nha các chị ơi. Like giá này là lỗ chết luôn á. K05 chị Nguyễn Trang. Chị Mini Tilly K05. Chị Hiên Thanh K05. Chị Trương Hồng Khánh K05. Chị Hưng Lê K05. Rồi ai lấy
đen nè, nền đen hoa, có dễ thương. Chị Hanh, Hanh Nga Lê Thị K05, chị Nguyễn Bình K05, chị Thúy Kiều K05, chị Thu Hồng K05, chị Tam Hưng Như K05, chị Loan Kim K05, chị Kim Liên K08. Chị Nguyễn Bình có rồi chị ơi. K05 chị Bích Liên Nguyễn. Rồi vàng này luôn em giảm luôn nha. Vàng này em còn ít em giảm luôn 90.000. 90.000 cho em. K05 còn không chị? Hết. Vậy còn cái cuối cùng nữa hết rồi, em đọc rồi đó. K01. K01 90 tiền, K01 cho em vàng. Vàng em like 90. Vàng nha các chị ơi. Vàng em like 90. Cái này mang gồ cam. Cái này còn cái mở luôn. Cái này là đủ gì vậy? K05 em hết rồi chị ơi. Cái hồi tôi bán 100.000 tôi bị đủ gì các ba nội đó. Rồi, ai lấy K01 bằng là beo là beo. Bèo beo beo bèo beo nha các chị mình ơi. Thuộc bài luôn. Rồi ai lấy cho mấy em K01 nha các chị nha. Đấy, đúng không? Đúng không? Chứ ông đưa tôi là hồi tôi bán 100.000 tôi bị đủ gì đó. Đúng rồi. Rồi K01 90. K01 90 tiền cho em. K01 90 nha các chị ơi. Nha các chị mình ơi. Cuối live bị điên rồi đó. K01 chị Trương Hồng Khánh. Chị Nguyễn Thị Hai Minh K01. Chị Thu Hiền K01. Các chị mình không lấy là em cắn gì á. 150. Em quán gì ta. Các chị không lấy là em cắn gì á. Cắn gì chạy nọc luôn. Rồi ai lấy K01 cho em. Bèo 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 bèo. Lấy đi mấy chị ơi, không chị lấy cắn em á mấy chị ơi. Bẻ ra con gì rồi. Em còn mấy áo nữa là nó hết mất tiêu rồi các chị. Bạn chậm kìa, chứ bên chị nó nhảy rồi nè. Rồi ai lấy K01 đi các bên. K01 cho em 90 tiền nha. Nhanh tay cái tay lẹ cái chân nha các chị ơi. Em bài đây. Chỉ không chỉ à. Không ai lấy thì cần ta. K01 chị Trung Hồ. Ai lấy đi các chị ơi, K01. Còn mấy áo nữa là hết rồi. Bé Ly ăn hiếp em quá nghe. Đúng rồi chị Thu Hiền ơi. Bay được thời làm tới lắm nha. Rồi mang gồ nha các chị ơi. Mang gồ nha. Caro. Caro lạ nha, em like luôn 100. Ai lấy K 90 thôi. Cuối like rồi, like chua luôn 90 nha. Cái này đẹp lắm nha các chị. Thực sự không có hàng nữa like cho các chị nha. Cái màu kia nó hết rồi. Nhưng mà tại vì cuối like nên là em giảm cho các chị mình thôi nha. Rồi K46 cho em 90. K46 em like 90 tiền. K46 em like 90 tiền thôi. Chị nào mình lấy thì comment nhanh tay giùm em. Nói nghe thương chứ các chị nhậu. Rồi K46. Trời 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 mưa nữa. Đó 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 các chị ơi. Ê, đừng có giống cái con kia thi lấy 100.000 100 triệu chứ. Rồi K46 giùm em 90 nha các chị nha, cái caro đẹp lắm nha. Rồi ai lấy comment cho em. Dạ mango luộc lạnh luộc mango nha. Bây giờ em lên luộc lạnh luộc mango nha. K46 chị Hoài Thanh, chị Ly Cam K46, chị Thiên Kim K46. Rồi em lên lụa vàng anh cho mẫu tiếp theo. Mạng yếu quá chị ơi. Mạng nó yếu gì đâu mà nó yếu luôn. Càng cuối lai nó càng yếu là sao. K46 chị Gia Linh Nguyễn Hình. Cũ quệ rồi. Đây thổ cẩm. 150 nha các chị. 150 gì đây lụa. Thổ cẩm nha. Lụa vàng anh thổ cẩm ba đẹp luôn. Giảm luôn 150 ngàn nha. Giảm luôn 150. K73. K73 giùm em nha. K73 ai lấy thì nhanh tay nha. K73 giùm em nha các chị ơi. Lùa này là lùa vàng anh. Ủa
khác mà. Khác. Rồi nhanh tay giùm em nha, ca này là ca 73 khổ cảm đẹp. Cái này về may dùm, may đầm, may áo dài cũng đẹp, nó cũng đẹp lắm. Nghe nè. 150. Ca 73 chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết. Thấy hồi nãy có ai thấy cái này không? Cái này like rồi nè. Có. Đây nè. Ơi. Trời ơi, chị bỏ cây kéo ở đây vậy? Lụa vàng anh 150 giùm em, lụa vàng anh hoa nhí. Lụa vàng anh hoa nhí bao đẹp nha các chị ơi, 150 giùm em. Ca 147 150, ca 147 150 giùm em. Ca 147 150 nha. Ca 147 150. Đó, sang đẹp lắm nha các chị ơi, dễ thương. Hoa nhí đẹp lắm nha, ai lấy ca 147. K 147 150 150. Đẹp là đẹp mà sang là sang nha các chị, mình ơi. Lụa vàng ảnh vàng anh nha các chị ơi. Ừ. Vàng ảnh vàng anh. Gì vậy anh Tèo? Đứt dây rồi đó. Đứt dây rồi đó. Mày mất cái gì đi? Ca 147 chị Trương Hồng Khánh. Mấy chị ơi chấm bài tương tác đi mấy chị ơi. Đây các chị lụa vàng anh nha. Nên tiếng. Lần tiếng nha chị, K23 150. Ok chị Yến Đặng. K23 150. Đâu? Đó, đi chơi đùa. Rồi, ai lấy K23 150 nha. Chất lượng là lụa. Lụa xanh hoa nhí nào chị ơi? Lụa xanh hoa nhí này. Rồi, ai lấy comment cả 23 150 giùm em nha. Đúng rồi. Đây lụa vàng anh. K 31 150 giùm em lụa vàng sẵn sàng anh. Có phải vợ anh. Chui vào tay áo. Rồi ca 31 lụa vàng anh nha các chị ơi, 150. Đó đẹp lắm. Ca 23 chị Tân Dương. Ca nào chị nào lấy thì cầm em. Ca 31 150. Còn làm cái nữa. Đó, cái này hoa tà nha. Hoa tà 150, hoa tà 150 giùm em. 150 lụa vàng anh, ca 69. Ca 69 lụa vàng anh 150. Chỏ nó mềm nó mịn nó trượt hoài. Trượt hoài. Rồi ai lấy ca 69. Ca 31 chị Tân Dương. Đang ngủ được hả? Rồi ai lấy ca 69 nữa thì comment cho em. K31 chị Trần Trang. Rồi K69 chị Tân Dương. Các chị nào lấy thêm thì comment không thì em vào tạm biệt nha các chị ơi. Hẹn các chị vào ngày mai vào lúc 9 giờ. Bé Ly nó nghỉ chưa game rồi. Rồi lúc 9 giờ nha các chị nha. Các em có like các chị nào mình xem like đó. Tương tác giùm em nha. Rồi bye bye, bye bye các chị mình nha. Chúc các chị đấy, mình ngủ ngon. Bye 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 bye.